Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 83. Huyền Dương quắc mắt sừng sộ, người ở cùng phe với tên Diệp Quân kia. Ông ta chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường. Con mẹ nó chứ. Hai bên không thù không oán, lão chó già này mắc chứng già mà cứ cắn hoài không nhả. Chỉ có thể là vì bọn chúng đều là người bên phe Diệp Quân. Sắc mặt Huyền Dương đã đen xì nay lại càng xấu đi tợn. Tả lão không tiếp lời mà hóa thành kiếm quang ầm ầm vào tới, mang theo lửa giận ngút trời. Huyền Dương âm thầm bóp vỡ phù truyền âm. Phải gọi cứu binh. Bởi vì hai người họ quả thật không làm gì được đám người này. Đại chiến nhanh chóng trở lại. Bên trong bí cảnh, đoàn người đi về phía trước, không lâu sau đã đến được một vùng biển. Ngước mắt nhìn chỉ thấy mênh mông vô tận. Ai nấy đều nhíu mày. Chu Phạn đi đầu cười cười cất tiếng, xem ra phải ngồi thuyền rồi. Cô ta vươn tay chỉ xuống dưới. Những người khác nhìn theo, thấy được một con thuyền gỗ cũ kỹ nằm trên bờ. Nó không lớn không nhỏ, có thể chứa được 20 người. Có người kinh ngạc thốt lên, sao lại có thuyền ở đây? Chu Phạn cười đáp, hẳn là có người đã qua bờ bên kia, thậm chí còn trở về. Đã có người đi qua. Lời này khiến những người khác vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Người đàn ông áo đen lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta không phải những người đầu tiên sao cô nương? Chu Phạn lắc đầu, đương nhiên là không. Những trận pháp bên ngoài tuy xuất phát từ văn minh cấp 4 nhưng đạo bên trong lại hoàn toàn khác với cấm chế trong này. Nếu ta đoán không sai thì đã từng có một văn minh cấp 4 hùng mạnh đi vào nơi này, sau đó khi rời đi thì bày trận pháp để giấu nó đi. Diệp Quân nhìn sang với vẻ ngạc nhiên, thầm nhủ cô nàng này nhạy bén thật. Những người khác nghe cô ta nói vậy thì tỏ ra thất vọng. Đã có người đến trước đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể nhặt mót bảo vật mà thôi. Chu Phạn lại cười, chư vị khoan hãy nản lòng, biết đâu phía trước còn điều gì bất ngờ. Rồi cô ta phất chiếc quạt ngọc, lật chiếc thuyền kia lại trong nước. Mọi người lục tục bước lên. Thuyền ra khơi, đi vào biển rộng. Diệp Quân đứng ở đầu thuyền, đón từng làn gió biển mát rượi. Bỗng có hương thơm thoang thoảng lẻn vào khi Chu Phạn xuất hiện cạnh bên. Hắn mỉm cười chào hỏi, Phạn cô nương. Chu Phạn đáp lễ, dường như Diệp công tử không có hứng thú với những món đồ nơi đây. Diệp Quân, không hẳn, ta rất thích cái cây hoàng kim kia, cũng có thể mua, chỉ là ta thấy không đáng mà thôi. Có tháp gia với kiếm thanh huyền trong tay, hắn còn cần gì quan tâm đến thần vật khác. Với hắn, tổ mạch quan trọng hơn nhiều. Chu Phạn cong môi mỉm cười, không bình luận gì thêm. Không lâu sau, con thuyền quành đến sau một ngọn núi nhỏ. Đập vào mắt là dãy núi liên miên bất tận, không nhìn thấy điểm cuối. Trên vách đá sừng sững là vô số dòng suối nhỏ như những con rồng uốn lượn về biển, trông hùng vĩ vô cùng. Trời âm u, nước mờ đục. Một bầy chim ba chân không biết từ đâu bay đến vờn quanh trên đầu họ, kêu lên những tiếng thê lương. Làm ai nấy đều sinh lòng cảnh giác. Từ mũi thuyền, Chu Phạn dõi mắt nhìn những vách núi xa xa, thở dài nói, suối bạc khoác non xanh. Quả là kỳ cảnh hiếm thấy. Diệp Quân gật gù, nếu không có việc phải làm thì đi thăm thú vũ trụ, nhìn ngắm cảnh đẹp thế gian cũng là chuyện thú vị. Chu Phạn bỗng hỏi, Diệp công tử cũng thích đi dạo quanh vũ trụ. Hắn gật đầu, đúng vậy. Cô ta đề nghị, không bằng sau này chúng ta kết bạn cùng đi. Diệp Quân ngạc nhiên. Chu Phạn cười nói, người tu hành chúng ta sống một đời lâu dài hơn người thường. Nếu chỉ dùng hết vào tu luyện thì lại quá nhàm chán. Diệp Quân, vậy Phạn cô nương cũng thích đi du lịch vũ trụ. Chu Phạn gật đầu, đó là điều ta vẫn luôn làm mấy năm gần đây. Ta từng đi qua một vùng biển lạ kỳ nọ, nó không có bến bờ, dưới đáy biển lại có thi thể của một người phụ nữ. Mỗi một vạn năm, bà ta sẽ mở mắt một lần, khi ấy nước biển sẽ khô cạn, tinh hà đảo ngược, sao sáng rơi xuống, thời gian đại đạo cũng đi ngược. Ta còn từng đi qua một tinh vực khác, nơi đó có những bậc thang đá vô tận. Kế bên nó là một tấm bia đá khắc hai chữ đạo thê. Nghe nói chỉ những ai đã đến khai đạo cảnh mới có thể bước đến bậc cuối cùng, mà khi ấy sẽ được nhìn xuống toàn vũ trụ thông qua góc nhìn của thần. Diệp Quân tò mò hỏi, cô nương có từng bước lên? Chu Phạn cười, đương nhiên là đã thử, tiếc rằng đã phải dừng lại trước bậc thứ 10.000. Diệp Quân, vì sao?
Chu Phạn tỏ vẻ bất đắc dĩ, không đủ mạnh, nếu tiếp tục có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Quân, thật sự chỉ có khai đạo cảnh mới bước lên được. Chu Phạn gật đầu, đúng thế. Diệp Quân lại hỏi, nó do ai tạo ra? Chu Phạn lắc đầu cười, chưa có lời giải. Diệp Quân im lặng. Chu Phạn tiếp tục, ta còn từng đi đến một dòng sông vô tận có tên Thời Quang, nghe nói là do một vị đại năng tuyệt thế dùng thần thông vô thượng hấp thu thời gian của đại đạo, ngưng tụ thành sông. Giọng cô ta trở nên phấn khích, nó là dòng sông đẹp nhất ta từng được thấy. Tiếc rằng lại không thể nán lại lâu. Diệp Quân hỏi, vì sao? Chu Phạn cười tiếc nuối, nơi ấy chứa đựng thời gian của đại đạo, một khi ở đó thì thọ mệnh của bản thân sẽ trôi qua cực nhanh. Cứ đứng đó ngắm cảnh là chết chắc. Diệp Quân. Chu Phạn nói, vũ trụ vô tận, không thiếu những điều kỳ diệu. Chẳng biết đời này ta có thể nhìn thấy hết những kỳ quan diệu kỳ đó không? Diệp Quân chợt đổi chủ đề, cô nương là người hoàng thất. Chu Phạn gật đầu, phải. Diệp Quân, lấy thiên phú và sức mạnh của cô nương thì hẳn là hoàng chữ sao? Sao hoàng chữ, người được định là vị vua kế tiếp? Chu Phạn cười, không phải. Diệp Quân ngạc nhiên, không phải ư. Chu Phạn, Đại Chu có mười mấy nghìn hoàng tử hoàng nữ. Quy tắc lập hoàng chữ của chúng ta cũng rất đơn giản ngắn gọn, mỗi 100 năm thì đổi một lần. Ai có năng lực, ai có công lao nhiều nhất trong thời gian ấy thì lên ngôi. Diệp Quân khó hiểu, trăm năm đổi một lần. Chu Phạn gật đầu, chính xác. Để trở thành hoàng chữ thì phải trở nên càng xuất sắc, càng mạnh mẽ, phải giúp đỡ càng nhiều người mới có thể tiếp tục giữ ngôi vị ấy. Những người không được thì cũng không nản chí, ngược lại càng cố gắng tiến bộ, chỉ cần giúp đỡ được thật nhiều người thì lần sau họ sẽ được chọn. Diệp Quân thì thầm, phương pháp này tàn nhẫn quá. Chu Phạn nhoẻn cười, đúng, nhưng cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy nên hoàng chữ, hoàng tử và hoàng nữ Đại Chu ít có kẻ ngu ngốc. Diệp Quân, vậy Đại Chu từng có ai làm phản chưa? Ví dụ như, giết cha chẳng hạn, Tiểu Tháp. Chu Phạn tròn mắt nhìn hắn, người hỏi câu này, chẳng lẽ nó là chuyện thường ở chỗ của các ngươi? Diệp Quân cười gượng, không có, chỉ hỏi chơi thôi. Chu Phạn cười, hoàng đế Đại Chu chúng ta cũng 500 năm thay đổi một lần, hơn nữa phải đạt đến khai đạo cảnh. Thật ra thì làm hoàng chữ thoải mái hơn nhiều. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Chu Phạn, hoàng đế thật ra giống như biểu tượng vậy. Đã đến khai đạo cảnh thì căn bản chẳng còn lưu luyến gì với hồng trần thế tục, lại còn có thể sử dụng tất cả tài nguyên của đế quốc. Vì vậy người thật sự có ảnh hưởng là hoàng chữ, cần tài nguyên cũng là hoàng chữ. Một khi trở thành hoàng chữ thì tổ mạch cứ gọi là như mây, trong 100 năm có 3 cơ hội đi vào kho vũ khí và đất truyền thừa. Có quá nhiều lợi ích, còn hoàng đế thường không xuất hiện trừ khi đế quốc rơi vào nguy khốn, nên bình thường cũng không thấy người ấy đâu. Diệp Quân cảm thán, thì ra là thế. Hắn lại hỏi, cô nương có muốn làm hoàng chữ không? Chu Phạn gật đầu ngay tắp lự, đương nhiên, vì có quá nhiều quyền lợi. Diệp Quân cười cười, không nói gì thêm. Chu Phạn chợt hỏi đùa, hay là Diệp công tử đi cùng ta đi? Ta lên làm hoàng chữ rồi. Hai chúng ta có phúc cùng hưởng. Hữu lão vẫn đang nhắm mắt đứng ở phía sau bỗng mở bừng mắt nhìn Diệp Quân. Hắn lắc đầu liên tục, không không, ta đi theo cô chẳng khác gì làm gánh nặng cả. Chu Phạn cười, mạnh yếu không quan trọng, ta chỉ thấy Diệp công tử rất biết phải trái, dễ sống chung, có thể nhờ vả. À không, đáng kết bạn chứ, hì hì. Diệp Quân, bỗng có người lên tiếng, nhìn kìa. Mọi người đổ dồn ánh mắt theo, chỉ thấy cách đó mấy nghìn trượng là một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện trên mặt biển, phía trên là mây mù đen đặc, từng tia chớp to như cột đình không ngừng giáng xuống rồi biến mất bên trong. Có người nói, bên dưới có con gì đó. Diệp Quân nhìn theo, tiếc rằng thần thức chỉ mon men đến gần đã biến mất. Bọn họ vội vàng cho thuyền dừng lại. Người đàn ông áo đen nói với ông lão áo trắng kế bên, lão Bạch, đi xem thử coi. Ông lão liếc xéo lại, sao ngươi không đi đi? Người đàn ông tỉnh bơ, ta sợ chết. Ông lão nhíu mày, bán bộ khai đạo của ngươi là do cắn thuốc mà lên à? Người đàn ông vừa mở miệng thì bị Chu Phạn cắt ngang, có một con yêu thú đang tu luyện ở đó. Yêu thú? Mọi người dõi mắt nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng. Ở bên ngoài thì bọn họ đều đứng trên đỉnh, nhưng ở đây thì ai nấy đều phải đề phòng.
không chỉ phòng những thứ không biết, mà còn phải phòng người. Đúng lúc này, có một bóng hình mờ ảo dâng lên từ trong làn nước, tản ra từng đợt sấm sét hùng hậu. Lội uy nặng trịch bao trùm lấy từng người có mặt. Ai nấy đều vào thế sẵn sàng, chuẩn bị ra tay. Bóng mờ kia bước ra, thấy có nhiều người đến vậy thì thoáng ngẩn ngơ rồi thu lội uy về, tỉnh bơ nói, chào các vị đạo hữu. Chỉ cần nhìn thôi là biết đánh không lại họ rồi. Chào các vị đạo hữu. Mọi người nhìn bóng mờ kia, không nói gì, nhưng ai cũng nâng cao cảnh giác, chỉ cần bóng mờ đó nhúc nhích, họ sẽ lập tức xông lên đánh hội đồng. Chu Phạn dẫn đầu mỉm cười mở lời, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, nếu đã làm phiền thì xin các hạ thông cảm cho. Nói rồi, cô ta xòe tay, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt bóng mờ. Thấy tổ mạch trong nhẫn, bóng mờ kia càng thêm ôn hòa, mỉm cười nói, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Nói rồi, bóng mờ cất nhẫn không gian đi, rồi lại hỏi, các vị muốn đi về phía trước à? Chu Phạn gật đầu, đúng vậy. Bóng mờ kia do dự một lúc rồi nói, phía trước là Thiên Uyên, bên trong cực kỳ hung hiểm, nếu muốn qua đó thì phải cẩn thận. Chu Phạn hỏi, Thiên Uyên. Bóng mờ giải thích, ngày trước từng có một vị cường giả bí ẩn đến nơi đây đại chiến với người bảo vệ giới này, nơi hai người chiến đấu cuối cùng biến thành một vực thẳm hun hút. Người bảo vệ đã thất bại trong trận chiến đó, linh hồn của hắn đã biến thành oán linh ẩn sâu trong vực thẳm Thiên Uyên kia. Chu Phạn hỏi, người bảo vệ kia là khai đạo cảnh à? Bóng mờ đáp, đúng vậy. Khai đạo. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người ở đây đều trở nên nghiêm túc. Tuy bọn họ chỉ cách khai đạo chân chính một đoạn nhỏ nữa thôi, nhưng bọn họ vẫn hiểu rất rõ rằng bán bộ khai đạo và khai đạo chân chính chênh lệch đến mức nào. Chu Phạn lại hỏi, chỉ là một oán linh thôi sao? Bóng mờ gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại, nhưng thực lực lại rất khủng bố, nếu các vị vẫn muốn qua đó thì phải cẩn thận tuyệt đối. Người đàn ông áo bào đen bỗng hỏi, qua được Thiên Uyên thì sẽ có gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bóng mờ nói, một tòa tháp thần bí. Người đàn ông áo bào đen lại hỏi, trong tháp có thần vật gì không? Bóng mờ liếc mắt nhìn người đàn ông áo bào đen, tự đoán đi. Người đàn ông áo bào đen sượng mặt, trong lòng đã thầm rủa 10.000 lần câu đệt mẹ. Chu Phạn xoay người lại nhìn những người có mặt ở đây, chư vị, phía trước nguy hiểm, mọi người tự cân nhắc lại có nên đi hay không. Mọi người trầm mặc. Đi. Phía trước có một oán linh là cường giả khai đạo. Bọn họ vẫn thấy khá e dè. Còn không đi. Đã đến tận đây rồi mà còn quay đầu. Tất nhiên là có chút không cam lòng. Mọi người đều có chút do dự và xoắn xuýt. Người đàn ông áo bào đen đột nhiên nói, ta đi. Mọi người nhìn về phía người đàn ông nọ, ông ta cười bảo, chư vị à, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thăng đến cảnh giới khai đạo rồi. Nơi này chắc chắn là văn minh vũ trụ cấp 4, nếu bây giờ quay đầu, e là cả đời còn lại cũng không gặp được di tích bí cảnh nào như này mất. Vậy nên ta đành phải liều một phen thôi. Liều một phen. Mọi người suy đi nghĩ lại một lượt, cuối cùng đều gật đầu, bày tỏ đồng ý tiếp tục đi về phía trước. Dù sao bây giờ mà bỏ đi thì không ai cam lòng cả. Chu Phạn gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Lúc này, bóng mờ đột nhiên nói, có thể dẫn ta đi cùng không? Mọi người đồng loạt nhìn sang bóng mờ kia, bóng mờ lại nói, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Chu Phạn cười nói, các hạ tên là gì? Bóng mờ đáp, gọi ta lôi thú là được. Chu Phạn liếc nhìn đám mây đen phía chân trời, người ở đây hấp thụ lôi kiếp để tu luyện à? Lôi thú gật đầu, đúng thế. Chu Phạn mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng lôi thú không lên thuyền, mà bay trước dẫn đường. Lại đi tiếp một đoạn dài nữa, lôi thú dẫn trước bỗng dừng lại, khi mọi người thấy rõ được tình cảnh ở phía xa thì vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Mặt biển phía xa cứ như bị người nào đó dùng sức đào rỗng ra thành một lỗ thủng khổng lồ, một vực sâu hun hút xuất hiện trước mặt mọi người. Là Thiên Uyên. Mà ở bờ bên kia Thiên Uyên lại mơ hồ xuất hiện một tòa tháp đen. Nhưng muốn đến đó thì phải vượt qua Thiên Uyên trước mặt này. Người đàn ông áo bào đen chợt nhìn sang lôi thú, làm sao đi qua? Lôi thú bình tĩnh nói, ta mà biết cách thì còn ở đó chờ các ngươi đến sao? Sao ngươi cứ hỏi mấy câu không não thế?
Sắc mặt của người đàn ông áo bào đen lập tức sầm xuống, mẹ nó chứ, sao tên này khách khí với Chu cô nương là thế, nhưng lại hằn học với ông ta quá vậy. Đúng là đau trứng quá đi mất. Đúng lúc này, Diệp Quân ở bên cạnh đột nhiên nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện cổ tự trong tiểu tháp vừa run lên. Có phản ứng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao phía xa xa kia, trong đó chắc chắn có thứ liên quan đến cổ tự này. Lúc này, Chu Phạn dẫn đầu bỗng nói, ta có cách đi qua đó, có thể tránh được oán linh cảnh giới khai đạo kia. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Phạn, Chu Phạn trầm giọng nói, chỉ là cách này tốn sức của ta rất nhiều. Một ông lão liền nói, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không để cô chịu thiệt, chúng ta đồng ý dùng tổ mạch để bù đắp tổn thất của cô nương. Những người còn lại vội vã gật đầu theo, biểu thị không có ý kiến gì. Chu Phạn mỉm cười nói, không phải vấn đề tiền bạc đâu. Nói rồi, cô ta xòe tay ra, một chiếc chuông nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, cô ta nói, thật không dám giấu gì, đây là chí bảo tổ truyền của ta, không chỉ có chức năng che giấu hơi thở vô cùng tuyệt diệu, mà còn có khả năng bảo vệ rất mạnh mẽ, có thể tránh được 3 lần tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới khai đạo. Nhưng nó có một khuyết điểm rất lớn, chính là chỉ có thể dùng 1 lần trong 100 năm. Chỉ dùng được 1 lần trong 100 năm. Mọi người nghe thế thì đều thấy kinh ngạc, thế là lại rơi vào im lặng. Món chí bảo này của người ta chỉ dùng được 1 lần mỗi 100 năm, hơn nữa còn có thể chống lại được 3 đòn toàn lực của cường giả cảnh giới khai đạo, đây không phải là thứ mà tổ mạch có thể bù đắp thiệt hại được. Chu Phạn lại nói, cũng không dám giấu gì, ta là người của Hoàng thất Đại Chu. Mà cạnh tranh hoàng chữ trong cung lại khá tàn khốc, nếu ta dùng bảo vật bảo mệnh này bây giờ thì chẳng khác gì mất đi một lá bài tẩy quan trọng để đối đầu với những người khác ở trong hoàng thất. Hay! Diệp Quân liếc mắt nhìn Chu Phạn đang tỏ vẻ vô cùng khó xử, yên lặng không nói gì. Lúc này, người đàn ông áo đen kia bỗng nói, cô nương, thế này thì sao, nếu cô chịu dùng vậy này thì coi như chúng ta nợ cô 1 lần ân tình. Sau này chỉ cần cô cần chúng ta giúp đỡ thì chúng ta tuyệt đối không chối từ, cô thấy được không? Những người còn lại thấy hơi do dự. Ân tình. Kết một mối ân tình là coi như đã có 1 phần nhân quả, mà tương lai nhân quả này sẽ ra sao thì khó ai mà nói trước được. Nếu có thể, bọn họ muốn dùng tiền hơn. Đúng lúc này, Chu Phạn đột nhiên cười nói, quen biết với chư vị là đã có duyên rồi, chư vị không cần phải khó xử. Cũng không cần nợ ân tình gì của ta cả, ta mang mọi người qua vậy. Nói xong, cô ta lập tức thôi thúc thần vật trong tay. Nghe Chu Phạn nói thế, mọi người đều sững sờ, sau đó lại lập tức bày ra vẻ bối rối. Đúng lúc này, người đàn ông áo bào đen đột nhiên khẽ cười lên, cô nương trượng nghĩa, nhưng Tiết Nhạc ta không phải loại người chiếm lợi của người khác, da mặt ta không dày đến thế. Lời ta nói vẫn ở đó, cô nương, ta nợ cô 1 ân tình. Ngày sau nếu có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta đến, nếu ta mặc kệ thì đạo tâm sẽ vỡ nát, chết không được tử tế. Người đàn ông áo bào đen đã nói vậy, sắc mặt những người còn lại chợt trở nên hơi khó coi. Diệp Quân liếc mắt nhìn Chu Phạn, hắn và tất cả mọi người ở đây đều nhận ra được chiêu trò của cô nương này, đều đã là người sống mấy trăm nghìn, thậm chí là mấy trăm vạn năm, sao có thể không nhìn ra được chút chuyện vặt ấy chứ? Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng trách cả. Người ta có cách để đi qua mà không động gì đến oán linh kia, nhưng người ta chẳng quen chẳng biết gì các ngươi, mắc gì họ phải giúp các ngươi. Nếu thật sự muốn chiếm lợi người ta, tỏ vẻ giả ngu nhắm mắt đi qua, thì có lẽ người thua cuộc cuối cùng vẫn là bản thân thôi. Nghĩ tới đây, mấy người kia cũng nhanh chóng bước ra, bày tỏ mình nợ Chu Phạn 1 ân tình. Mà người duy nhất không tỏ thái độ chính là Diệp Quân. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Diệp Quân liếc mắt nhìn Thiên Uyên kia, hắn vẫn chưa muốn nợ ân tình của người khác lắm, thế là đành hỏi trong lòng, tháp gia, lát nữa có thể làm phiền ngươi giúp ta chịu đựng một chút được không? Tiểu tháp nói, ngươi chỉ cần tin vào tháp phẩm của ta thì chuyện gì cũng có thể. Diệp Quân, Sậu Nguyên đột nhiên nói, nếu Diệp thiếu cần, huynh đệ chúng ta có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Diệp Quân lắc đầu cười. Tất nhiên hắn sẽ không để nhóm Sậu Nguyên đi đỡ đòn thay, đối phương là khai đạo chân chính, nếu để nhóm Sậu Nguyên ra chắn đòn giúp thì có lẽ sẽ thiệt mạng mất. Diệp Quân nhìn về phía Chu Phạn, đang định nói gì đó thì Chu Phạn đột nhiên dùng huyền khí để truyền âm, Diệp công tử, ta không giở trò gì đâu, đây đúng là vật tổ truyền của ta,
cũng đúng là chỉ có thể dùng được một lần trong vòng trăm năm. Diệp công tử đừng suy nghĩ gì nhiều, cũng không cần cảm thấy đã chịu ơn ta, ta muốn làm bạn với ngươi, bạn bè với nhau mà nói về ơn nghĩa chẳng khác gì nam nữ tính toán tiền bạc, vô nghĩa lắm. Nói xong, cô ta lập tức rung chiếc chuông đen trong tay lên. Chiếc chuông đen không ngừng đong đưa, sau đó đón gió hóa khổng lồ, chỉ chốc lát đã bao phủ lấy toàn bộ những người có mặt ở đây. Mà dưới sự điều khiển của Chu Phạn, chiếc chuông đen chậm rãi bay về phía xa. Nhờ hiệu quả che giấu hơi thở của chuông đen, nên cấm chế ở vùng thế giới này cũng không bị tác động. Diệp Quân nhìn Chu Phạn ở bên, cô ta cảm nhận được ánh mắt của hắn nên quay đầu sang nhìn, rồi chỉ khẽ mỉm cười mà không nói lời nào, tay vẫn tiếp tục điều khiển chuông đen chậm rãi đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi đến Thiên Uyên, nhìn từ trên xuống quả nhiên chỉ thấy được một màu đen kịt, không thể thấy đấy, trông vô cùng khủng bố. Nét mặt mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong mắt Diệp Quân cũng ánh lên một tia nghiêm nghị, bởi vì lúc này đây, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất an. Cảm giác nguy hiểm. Cảnh giới khai đạo chân chính. Diệp Quân đưa mắt nhìn xuống vực sâu đen kịt kia, kiếm Thanh Huyên bên trong tiểu tháp đã thủ thế chờ đợi. Tất nhiên hắn không dám tin tưởng hoàn toàn chiếc chuông đen này, rơi vào hoàn cảnh này, tin tưởng bản thân mới là điều thứ yếu nhất. Đúng lúc này, một hơi thở cực kỳ kinh khủng đột nhiên phóng từ dưới vực sâu lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ chiếc chuông đen rung lên kịch liệt, mọi người choáng váng mặt mày, ngay sau đó, họ nghe một tiếng răng rắc, xung quanh chuông đen đã xuất hiện vô số vết rạn nứt. Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi. Chu Phạn dẫn đầu lúc này chợt ra sức điều khiển chuông đen lao nhanh về phía trước, mà lúc họ đang băng qua Thiên Uyên này thì bỗng có một bàn tay khổng lồ màu đen kịt đột nhiên phóng lên từ dưới Thiên Uyên, đánh mạnh vào thân chiếc chuông đen. Ầm ầm. Toàn bộ chuông đen vỡ nát hoàn toàn. Sắc mặt Chu Phạn lúc này chợt trở nên vô cùng khó coi, cắn răng nói, gian thương, sao đã nói là ba lần mà. Mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên ập đến. Sau đó kéo tất cả mọi người vào trong vực sâu không thể thấy đáy ở phía dưới. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt hắn đã ngồi bật dậy, ngay sau đó hắn nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được thứ mềm mại trong vòng tay mình. Diệp Quân vô thức bóp một cái. Hửm! Một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên, trong giọng nói còn có sự tức giận. Diệp Quân vội buông tay, Phản cô nương. Người ở trong vòng tay hắn chính là Chu Phạn, mà lúc này hắn và Chu Phạn đang ở trong một sơn động tối tăm không biết tên. Lúc này một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thấy Chu Phạn đang cầm một hộp quẹt, dưới ánh lửa, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Phạn trông hơi tái và hơi yếu ớt. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói vội, xin lỗi Phạn cô nương, vừa nãy ta không có ý cợt nhả đâu, chỉ là hành động vô thức thôi. Mong cô thứ lỗi. Chu Phạn bật cười, có thể hiểu được. Diệp Quân cũng hơi thả lỏng, hắn cũng sợ lúc này xảy ra hiểu lầm gì không hay, may mà cô nương này hiểu chuyện. Chu Phạn nhìn xung quanh, dường như nghĩ tới gì đó cô ta nhíu mày, tu vi của chúng ta. Nghe Chu Phạn nói thế, Diệp Quân cười khổ, tu vi bị phong ấn rồi. Chu Phạn khẽ gật đầu, ở đây còn có cấm chế phong ấn đặc biệt nữa. Diệp Quân cảm ứng tiểu tháp và kiếm Thanh Huyên, rất nhanh sắc mặt hắn trầm xuống, hắn không cảm ứng được với tháp gia. Nhưng may là tuy không cảm ứng được tháp gia nhưng có thể cảm ứng được với kiếm Thanh Huyên. Chỉ cần có thể liên lạc với kiếm Thanh Huyên thì vấn đề sẽ không quá lớn. Diệp Quân khẽ lắc đầu, tháp gia này đúng là nên nâng cấp rồi. Diệp Quân dẹp mọi suy nghĩ, hắn nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn về hướng xa, phía trước hình như có cửa đá. Chu Phạn quay đầu lại nhìn, cô ta hơi sửng sốt sau đó lại nhìn Diệp Quân, Diệp Quân đứng dậy, đi thôi. Nhưng Chu Phạn không di chuyển. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Chu Phạn cười khổ, hình như chân ta có vấn đề. Diệp Quân nhìn vào chân Chu Phạn, dưới chân phải của cô ta toàn là máu. Diệp Quân ngồi xổm xuống, quan sát kỹ một chút, hình như gãy rồi. Nói đến đây hắn nhìn Chu Phạn, cô không tu luyện cơ thể à? Sở dĩ hắn không sao là vì khi hắn rơi xuống, tuy tu vi bị phong ấn nhưng cơ thể hắn đủ mạnh. Chu Phạn lắc đầu, ta bị sức mạnh bí ẩn đó làm bị thương, không phải do ngã.
Diệp Quân nói, cô có thể lấy thứ chữa thương từ nhẫn không gian ra không? Chu Phạn lại lắc đầu, tất cả đều bị phong ấn hết rồi. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Chu Phạn cười nói, Diệp công tử, có lẽ phía trước có di tích bí cảnh nào đó, người đi xem đi, ta ở đây nghỉ ngơi một lúc, không sao đâu. Diệp Quân nhìn Chu Phạn, lắc đầu, con gái thông minh quá cũng không phải chuyện tốt, lúc này cô phải kiểm tra ta. Nói rồi hắn xé trường bào của mình, nhẹ nhàng băng bó cho cô ta. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Một lúc sau, Diệp Quân đã băng bó xong cho Chu Phạn, hắn nói, để ta dìu cô xem có đi được không. Nói rồi hắn kéo tay Chu Phạn đặt lên vai mình, sau đó đỡ cô ta dậy. Thân thể hai người vừa tiếp xúc, Diệp Quân đã cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt thoáng qua, đồng thời cơ thể cũng cảm nhận được cảm giác mềm mại. Diệp Quân không nghĩ nhiều, hắn dìu Chu Phạn đi về phía xa, đồng thời tay trái tự nhiên vòng qua eo cô ta. Trong bóng tối, Chu Phạn cầm hộp quẹt, ánh lửa yếu ớt hơi lờ mờ trong hang động tối, dường như sẽ dập tắt bất cứ lúc nào. Hai người chậm rãi bước đi, kề bên nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được sự mềm mại của đối phương, không ai nói lời nào. Chu Phạn liếc nhìn Diệp Quân từ đuôi mắt, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có bất kỳ sự mất tự nhiên nào. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô ta. Rất nhanh, hai người đã đi tới trước cửa đá, lúc này cửa đá đột nhiên chậm rãi mở ra. Thấy vậy, cả hai đều cau mày. Chu Phạn trầm giọng bảo, ở đây chỉ có hai chúng ta, chắc là tiền bối kia cố ý. Diệp Quân gật đầu, ông ta không giết chúng ta hẳn là có ý đồ khác, vào trong xem đi. Nói rồi hắn đỡ Chu Phạn đi về phía cửa đá. Sau cửa đá là một đại điện. Vừa vào điện một cơn gió lạnh thổi tới, lạnh thấu xương khiến hai người khẽ nhíu mày, lòng thầm cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước, họ nhìn thấy một ngọn nến, ánh lửa lờ mờ lúc gần lúc xa, bên cạnh ngọn nến có một người đàn ông tóc dài tới vai đang ngồi, hai tay đặt trên đầu gối. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái, trong màn đêm đen kịt này nhìn qua hơi đáng sợ. Lòng bàn tay của người đàn ông bỗng từ từ mở ra, trong khoảnh khắc. Ngọn lửa dữ dội đột nhiên bốc lên khắp đại sảnh, màn đêm bị cuốn đi, nơi đây bỗng sáng như ban ngày. Diệp Quân nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông này trông không già lắm, khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo choàng rộng màu đen, khoanh chân ngồi trên mặt đất, dáng người thẳng tắp, không cảm nhận được hơi thở. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn Diệp Quân và Chu Phạn, sau đó nói, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu. Sau đó đỡ Chu Phạn ngồi trước mặt người áo đen cách đó không xa, hắn nhìn người đàn ông áo đen, tiền bối có thể giải trừ cấm chế ở nơi này không? Người đàn ông áo đen lắc đầu, cấm chế ở đây không phải do ta bày. Diệp Quân hơi bất ngờ, không phải do tiền bối bày ra ư? Người áo đen gật đầu, cấm chế này là do thuật thần của nền văn minh thuật giả để lại, mục đích là để giam cầm ta. Nói đến đây, hắn ta nhìn Diệp Quân và Chu Phạn. Ta đưa hai người tới đây là vì một chuyện, ta muốn chọn một trong hai người làm người thừa kế, bởi vì thời gian của ta không còn nhiều nữa. Truyền thừa. Diệp Quân cười khẽ, không biết tiền bối coi trọng ai trong hai chúng ta hơn. Người áo đen nhìn hai người, ai sống thì có thể lấy được truyền thừa. Diệp Quân chợt cau mày. Chu Phạn nhìn người áo đen, không nói gì. Trong điện bỗng chốc trở nên yên lặng. Người áo đen lại nói, đây không phải khảo nghiệm, hai người tự chọn đi. Diệp Quân khẽ thở dài, vì sao các hạ lại đối xử với chúng ta như lũ ngốc thế? Người áo đen nhìn Diệp Quân nói, các hạ nói thời gian của mình không còn nhiều, nhưng ta thấy cường giả cấp bậc như các hạ có lẽ không thể nào bị một trận pháp hành hạ đến chết, vì thế nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là các hạ muốn cướp xác, sau đó nhân cơ hội này trốn thoát. Truyền thừa mà các hạ nói chẳng qua là muốn hai chúng ta tự tương tàn, để lộ quân át chủ bài của mình ra trước thôi. Đúng không? Chu Phạn nhìn Diệp Quân, trong mắt có sự ngạc nhiên và khen ngợi. Người áo đen cười khẽ, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Quân nói tiếp, ngươi không trực tiếp ra tay là vì ngươi đang sợ, ngươi sợ cái gì? Người áo đen nhìn Diệp Quân, không lên tiếng. Diệp Quân mỉm cười, tiền bối. Thật ra hai chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Thế này được không, ngươi để chúng ta đi, hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không? Người áo đen cười khẽ, được.
Diệp Quân gật đầu, cáo từ. Nói xong hắn bế Chu Phạn ném ra ngoài đại điện, cùng lúc đó hắn duỗi tay phải ra, kiếm Thanh Huyên bay ra từ tiểu tháp của hắn, vững vàng nằm trên tay hắn, sau đó hắn quay lại chém ra một nhát. Mà lúc này một sức mạnh đáng sợ ập tới. Sau khi kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bị hất văng ra ngoài, mà khi bay ra, Diệp Quân lại một lần nữa vung kiếm, trong nháy mắt, cấm chế xung quanh đều bị phá vỡ. Ngay khi cấm chế bị phá vỡ, Chu Phạn ở nơi xa xòe tay, một luồng kim quang phóng thẳng xuống, bay vào cơ thể cô ta, trong nháy mắt, toàn thân cô ta xuất hiện một chiến giáp màu vàng, cô ta ấn tay phải về phía trước, kim quang bao trùm Diệp Quân, nhưng sức mạnh đó vẫn quá mạnh, khi Diệp Quân xông tới đã đâm vỡ kim quang ấy, sau đó hai người cùng bay ra xa mấy vạn trượng. Diệp Quân vừa dừng lại, cơ thể đã nứt ra tùng tầng, máu phun ra từ miệng hắn. Một đòn trọng thương. Tình hình của Chu Phạn cũng không ổn lắm, kim giáp trên người cô ta cũng nứt ra, khóe miệng cô ta cũng chậm rãi chảy máu. Chu Phạn nhìn về phía Diệp Quân, không sao chứ? Diệp Quân trầm giọng đáp, có sao, rất nghiêm trọng. Chu Phạn đang định lên tiếng thì hai người chợt đồng thời nhìn về phái xa, ở nơi cách mấy vạn trượng, người áo đen đang từ từ bước tới. Khai đạo cảnh. Diệp Quân nhìn chằm chằm người áo đen. Giờ phút này hắn mới phát hiện thực lực của khai đạo cảnh đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa người áo đen trước mắt còn chưa phải khai đạo cảnh ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí đến thần hồn cũng không hoàn chỉnh. Sau khi người áo đen đi ra, hắn ta nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, ta đã quên bao nhiêu năm rồi không được hít thở không khí trong lành thế này. Diệp Quân trầm giọng, người cố ý để cho ta ra tay. Người áo đen mở mắt. Trên mặt lộ ra ý cười, đúng là thông minh, chỉ một thoáng đã hiểu. Diệp Quân cau mày, điều ta thắc mắc là tại sao ngươi biết ta có thể phá giải được cấm chế phong ấn thiên địa này. Người áo đen cười khẽ, không chắc chắn, chỉ cược thôi, nhưng rõ ràng ta đã cược thắng. Diệp Quân im lặng, mẹ kiếp, bị tính kế rồi, chết tiệt. Người áo đen quan sát kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân rồi bảo, ta chưa bao giờ thấy thanh kiếm nào mạnh thế này. Đến cấm chế thuật thần kia đích thân bày ra cũng có thể phá được, đúng là rất lợi hại. Diệp Quân lau vết máu bên khóe miệng, ba dòng huyết mạch trong cơ thể đã sẵn sàng kích hoạt, có thể dốc toàn lực ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này người áo đen chợt nói, thế này được không? Ngươi đưa thanh kiếm này cho ta cho ngươi được sống, được không? Diệp Quân nhìn người áo đen, cười khẽ, không được. Nói rồi hắn định thức tỉnh huyết mạch. Sau đó liều chết chiến đấu, nhưng lúc này người áo đen lại cười bảo, không được thì thôi. Nói xong hắn ta quay người đi mất, trong nháy mắt biến mất ở nơi xa. Diệp Quân và Chu Phạn đều sững sờ. Cứ thế đi luôn à. Một nơi khác, trong bóng tối, người áo đen đang quan sát Diệp Quân từ xa, hơi nhíu mày, vì sao khi ta muốn giết người đó lại có cảm giác bất an nhỉ? Chẳng lẽ có nhân quả gì không rõ? Nói đến đây. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, người này có ba loại huyết mạch đặc biệt, kiếm đạo phi thường, còn có thần kiếm tuyệt thế đó, dù là thực lực hay chỉ số thông minh đều thuộc hàng đỉnh cao, người phía sau chắc chắn không bình thường, thôi vậy, nếu đã thoát ra được thì cũng là may mắn, không cần phải vì lòng tham của mình mà dính líu tới nhân quả không rõ, chuốc họa vào thân. Nói xong hắn ta xoay người biến mất tại chỗ. Sau khi xác định người đàn ông đồ đen rời đi, Diệp Quân lập tức ngồi xuống bắt đầu trị thương. Vừa nãy cứng rắn đỡ được một đòn tấn công của đối phương, cơ thể hắn suýt nữa tan tác, không chỉ cơ thể, cũng không biết đối phương sử dụng sức mạnh gì mà thần hồn của hắn cũng có cảm giác bị thương nặng. Cũng may cơ thể đủ mạnh, cộng thêm có kiếm Thanh Huyên chắn trước mặt. Nếu không e là hắn sẽ bị một quyền đó của đối phương đánh cho thần hồn tan nát. Lần này bị thương nặng cũng làm cho hắn hiểu rõ cách biệt hiện giờ của mình và cảnh giới khai đạo thật sự, bán bộ khai đạo và khai đạo thật sự quả thật là một trời một vực, không thể so sánh được. Hắn nghi ngờ lúc đầu đối phương muốn cướp kiếm Thanh Huyên của hắn thật, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên rời đi. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu chuyên tâm chữa trị vết thương. Chu Phạn ở một bên cũng ngồi xuống, bắt đầu trị thương, cô ta bị thương không nhẹ. Dĩ nhiên vẫn nhẹ hơn Diệp Quân, dù sao vừa rồi cũng là Diệp Quân chắn trước mặt cô ta. Một lúc lâu sau, vết thương của hai người mới hồi phục được 7-8 phần. Chu Phạn mở mắt ra,
Cô ta nhìn Diệp Quân đang ngồi khoanh chân ở trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Từ lúc bắt đầu gặp mặt, cô ta đã biết thiếu niên trước mặt này rất siêu phàm nên vẫn luôn cố gắng lôi kéo, mà đúng như cô ta dự đoán, thiếu niên này đúng thật không đơn giản, hơn nữa còn hơn hẳn những gì cô ta nghĩ. Ngay cả cường giả cảnh giới khai đạo cũng có thể bị vây khốn trong cấm chế đó, thế nhưng Diệp Quân lại có thể phá vỡ nó chỉ một nhát kiếm. Hơn nữa sở dĩ người đàn ông áo đen bỏ đi chắc cũng có điều kiêng dè. Khiến cảnh giới khai đạo kiêng dè. Chu Phạn đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này Diệp Quân mở mắt ra, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Chu Phạn trước mặt, Phạn cô nương, có thể liên hệ được với người khác không? Chu Phạn định nói gì đó, tận cuối vực sâu ở đằng xa, mười mấy khí tức cực mạnh xông đến. Thoáng chốc mấy người Sậu Nguyên xuất hiện ở đó. Sậu Nguyên vội bước đến trước mặt Diệp Quân, sắc mặt trắng bệch, cậu Diệp, không sao chứ? Diệp Quân lắc đầu, không sao. Nghe thế Sậu Nguyên thở phào. Tả lão thấy Chu Phạn không sao cũng thở phào. Diệp Quân hơi ngờ vực, vừa rồi các ông ở đâu thế? Sậu Nguyên trầm giọng nói, sau khi bọn ta bị ngã xuống vực sâu thì bị sức mạnh cấm chế phong ấn bí ẩn trấn áp tu vi, cho đến lúc này cấm chế phong ấn đó mới biến mất. Diệp Quân khẽ gật đầu, rõ ràng mục tiêu của người đàn ông áo đen đó chỉ có hắn và Chu Phạn. Nghĩ đến đây hắn nhìn Chu Phạn ở đằng xa. Nếu mục tiêu của đối phương đã hai người họ, vậy tức là Chu Phạn cũng có cách phá bỏ cấm chế, nếu lúc đó mình kiên trì, có lẽ có thể biết được sức mạnh thật sự của Phạn cô nương này. Nhưng cũng không vội. Trên đường đến đây, mình được người ta giúp đỡ rất nhiều, mặc dù ơn huệ này còn có mánh khóe nhưng Diệp Quân vẫn nhớ rõ ơn tình này. Không phải địch cũng không phải bạn, tại sao người ta lại vô duyên vô cớ giúp mình? Lúc này người đàn ông áo đen ở một bên bỗng nói, lúc nãy ở dưới vực sâu bọn ta nghe thấy tiếng đánh nhau, hai vị gặp phải cường giả cảnh giới khai đạo đó à? Nghe thế, mọi người đều nhìn Diệp Quân và Chu Phạn. Chu Phạn gật đầu, gặp rồi. Mọi người biến sắc, người đàn ông áo đen đó vội hỏi, thực lực đối phương thế nào? Chu Phạn nói, rất mạnh. Không phải là người chúng ta có thể đối địch. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều hơi nghiêm trọng và lo lắng. Chu Phạn cười nói, các vị đừng lo lắng, sau khi phá được phong ấn, hình như đối phương có việc gấp nên vội vàng rời đi. Hơn nữa nếu muốn giết bọn ta thật thì hắn đã ra tay rồi. Người đàn ông áo đen gật đầu, đúng thế. Dứt lời ông ta nhìn Diệp Quân và Chu Phạn. Những người còn lại cũng nhìn hai người, suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Chu Phạn không giải thích gì thêm, cô ta quay đầu lại nhìn chân trời, chúng ta đến tòa tháp cao bí ẩn đó xem thử. Mọi người gật đầu. Sau khi không còn phong ấn và cấm chế, thoáng chốc mọi người đã xuyên qua thiên vực, đến trước tòa tháp đó, tòa tháp cao có 12 tầng, bốn góc trên cùng bị một sợi dây xích sắt dày khóa lại, đầu kia của dây xích nối sâu dưới lòng đất xung quanh tháp. Bốn sợi dây xích sắt khóa chặt một tòa tháp. Trên bốn sợi dây xích sắt đó vẽ đầy những phù văn vừa cổ xưa vừa bí ẩn. Lúc này Diệp Quân hơi nhíu mày. Vì hắn nhận ra cổ tự bí ẩn trong tháp vừa hơi động đậy. Có phản ứng. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn phía trên cửa tháp, trên đó có ba chữ lớn nhưng hắn không biết chữ đó. Diệp Quân đi đến chỗ cửa tháp, lúc này Chu Phạn kéo cánh tay hắn lại. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Chu Phạn lắc đầu. Diệp Quân dừng lại. Chu Phạn buông cánh tay Diệp Quân ra, sau đó nhìn cánh cửa đó, bên trong có sự tồn tại chưa xác định rõ. Có sự tồn tại chưa xác định rõ. Diệp Quân nhíu mày, thầm hỏi, tháp gia, người có cảm nhận được không? Tiểu tháp nói, quả thật có sự tồn tại chưa xác định rõ, rất mạnh. Diệp Quân sầm mặt, không phải lại là cảnh giới khai đạo đó chứ? Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu gặp cảnh giới khai đạo thì chỉ có thể bị đánh, cách biệt quả thật quá lớn. Có sự tồn tại chưa xác định rõ. Nghe Chu Phạn nói thế, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng và có sự phòng bị. Chu Phạn quay đầu nhìn mọi người, nghiêm túc nói, các vị, nếu bên trong là cường giả cảnh giới khai đạo thật thì chúng ta không phải là đối thủ, thế nên các vị phải nghĩ cho kỹ có vào hay không. Mọi người cảm thấy hơi khó xử. Cứ thế đi về sao? Họ không cam lòng, mà đi vào trong, quá nguy hiểm. Như Chu Phạn đã nói, nếu bên trong là cường giả cảnh giới khai đạo thật thì e là họ không có sức đánh trả nữa kia.
Bán bộ khai đạo và khai đạo thật sự không cùng tính chất. Lúc này người đàn ông áo đen bỗng hỏi, Phản cô nương, Diệp công tử, hai người có vào không? Mọi người nhìn Chu Phản và Diệp Quân. Chu Phản nhìn Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn chắc chắn muốn vào trong. Chu Phản mỉm cười nói, ta cũng giống Diệp công tử, cũng muốn vào trong xem sao. Người đàn ông áo đen nói, vậy ta cũng đi. Những người khác cũng đều tỏ ý muốn đi. Họ suy nghĩ rất đơn giản, một nam một nữ này có thân phận không tầm thường, hơn nữa đều rất thông minh, nếu hai người đã dám vào trong thì chắc chắn có chỗ dựa. Chu Phản và Diệp Quân đều không nói gì. Thấy thế người đàn ông áo đen nói, hai vị, ta biết ta đi theo hai người cũng không giúp gì được cho cả hai, nếu hai vị đồng ý dẫn theo ta, ta sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho hai vị. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu. Muốn có được lợi ích mà không muốn trả giá, làm gì có khả năng này. Lúc này Tả lão ở phía sau Chu Phản bỗng nói, những gì ngươi nói đều là thật. Người đàn ông áo đen gật đầu, ừ. Tả lão nói, cũng đúng lúc lắm, tiểu thư nhà ta đang chiêu mộ vài người, thực lực của ngươi khá tốt, hay là gia nhập với bọn ta, cùng làm đại sự. Người đàn ông áo đen nhìn Chu Phản, sau đó nói, được. Tả lão xòe tay ra, một tờ khế ước cổ xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen, đây là giấy tờ khế ước, bắt đầu từ lúc ký kết khế ước, ngươi sẽ trở thành người cung phụng hoàng tộc Đại Chu ta, thời hạn là 1.000 năm. Trong 1.000 năm, người có thể hưởng thụ toàn bộ đãi ngộ cung phụng cấp 2 của hoàng tộc Đại Chu ta, hơn nữa trong vòng 1.000 năm, hoàng tộc Đại Chu sẽ trả cho ngươi 100 tổ mạch làm thù lao. Người đàn ông áo đen nhìn tờ khế ước trước mặt, lặng thinh. Nếu ký vào đây tức là phải làm công cho người ta. Không ký, thì sao người ta phải dẫn ngươi đi? Tả lão bình tĩnh nói, nếu ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng ép. Người đàn ông áo đen bỗng nhìn Diệp Quân, người thì sao? Diệp Quân sửng sốt, ta cái gì? Người đàn ông áo đen sầm mặt, người không muốn chiêu mộ vào thủ hạ sao? Người mau ra giá đi. Mọi người. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu Phản cô nương đã chiêu mộ ông thì tôi không tham dự nữa. Chu Phản mím môi, Diệp công tử, vậy ta cảm ơn nhiều. Người đàn ông đồ đen do dự, sau đó nói, Diệp công tử. Người đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 4 à? Diệp Quân lắc đầu, ta đến từ nền văn minh cấp 1. Mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt người đàn ông áo đen xa sầm, nền văn minh cấp 1 của ngươi khiến một cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo đi theo ngươi ư? Diệp Quân mỉm cười không nói gì. Thấy Diệp Quân không có ý chiêu mộ, người đàn ông áo đen thầm thở dài, sau đó nhận lấy khế ước, ông ta chỉ một cái, một giọt tinh huyết chảy ra từ đầu ngón tay. Sau đó rơi trên tờ khế ước. Vèo. Khế ước bỗng phát ra một luồng sức mạnh bí ẩn lao lên trời, biến mất ở tận cuối tinh không. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Phản cô nương, đây là gì? Chu Phản mỉm cười nói, khế ước này không phải khế ước bình thường, được đại đạo công nhận, nếu vi phạm sẽ bị tai ương. Diệp Quân khẽ gật đầu, thì ra là thế. Sau khi ký vào tờ khế ước, người đàn ông áo đen nhìn Diệp Quân và Chu Phản. Thầm nghĩ lẽ nào tên này có âm mưu lớn hơn. Sao ông ta lại không nhìn ra thái độ của Chu Phản cô nương này với Diệp Quân khác hẳn chứ? Nhưng cũng bình thường thôi, tên này có cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo đi theo, lai lịch không hề tầm thường, không biết rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào. So với hoàng tộc Đại Chu thì sao? Sở dĩ ông ta đồng ý ký khế ước, ngoài cảm thấy con người Chu Phản khá tốt, còn một nguyên nhân nữa. Đó là ông ta khá hiểu rõ về hoàng tộc Đại Chu. Đây là một vũ trụ nền văn minh cấp 4. Dựa vào cây lớn sẽ được bóng mát. Sau khi người đàn ông áo đen ký khế ước, Tả lão nhìn những người còn lại, họ đều lặng thinh không nói. Ký khế ước? Dĩ nhiên là không muốn lắm. Chu Phản bỗng cười nói, các vị cũng đừng suy nghĩ nhiều, hoàng tộc Đại Chu ta chưa từng cưỡng ép ai cả, mà di tích bí cảnh ở đây không thuộc sở hữu của hoàng tộc Đại Chu ta. Các vị có thể tự do đi vào bất cứ lúc nào, ta không có quyền ngăn cản các vị. Đương nhiên, ta cũng nói thật, ta đúng là có vài cách bảo vệ mạng sống, nếu bên trong có cường giả cảnh giới khai đạo thật, ta sẽ cố gắng bảo vệ người của mình. Dứt lời cô ta chậm rãi bước đến trước tòa tháp, xòe bàn tay ra, một long ấn màu vàng xuất hiện trong tay cô ta nhẹ nhàng đè về phía trước.
một luồng sáng trắng bỗng lao ra, đi vào trong cửa tòa tháp. Ầm, phong ấn trên cửa tòa tháp bỗng bị phá vỡ, sau đó chậm rãi mở ra. Chu Phạn nhìn Diệp Quân ở một bên, mỉm cười nói, Diệp công tử, chúng ta vào thôi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi vào trong tòa tháp cùng với mấy người Chu Phạn. 11 người ở bên ngoài im lặng một lúc, một ông lão dẫn đầu bỗng nói, đi thôi. Dứt lời ông ta dẫn đầu đi sang. Ký khế ước. Dĩ nhiên ông ta sẽ không ký. Như Phạn cô nương đó nói, nơi này lại không phải của hoàng tộc Đại Chu, họ có thể tự do ra vào. Dù sao có lợi thì sao không được hưởng. Những người còn lại cũng đều đi vào theo. Vừa bước vào trong tháp, cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến. Không gian tầng 1 của tòa tháp rất lớn đủ để chứa cả vạn người, xung quanh chất đầy các kệ, nhưng đều trống không. Diệp Quân bỗng bước đến trước một giá kệ, hắn nhặt một cuộn ống trúc lên, trên ống trúc có linh khí bao quanh nên cho dù có cách cả mấy trăm vạn năm cũng không bị hư hại. Diệp Quân mở ống trúc ra, hắn không biết những chữ bên trong. Diệp Quân cất ống trúc đi, sau đó nhìn các ống trúc rơi tán loạn xung quanh, khẽ nói, hình như lúc đầu họ đi rất vội. Chu Phạn khẽ gật đầu, nền văn minh thủy tộc. Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn Chu Phạn, ngạc nhiên nói, cô biết thủy tộc à? Chu Phạn cũng khá bất ngờ, người cũng biết hả? Diệp Quân gật đầu, ta biết một chút. Chu Phạn cười nói, ta cũng biết một ít. Diệp Quân. Chu Phạn nói, đây là nền văn minh rất bí ẩn nhưng cũng rất mạnh. Không giấu gì ngươi, lần này ta đến đây là để điều tra về nền văn minh này. Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn Chu Phạn, đặc biệt đến để điều tra nền văn minh thủy tộc ư? Chu Phạn gật đầu, ừ. Diệp Quân hỏi, nền văn minh thủy tộc là vũ trụ nền văn minh cấp 4 hay cấp 5? Chu Phạn lặng im một lúc rồi nói, cũng không chắc nữa. Không chắc. Diệp Quân không nói gì. Vũ trụ nền văn minh cấp 5 được đã biết đến hiện nay chính là nền văn minh thiên hành, còn nền văn minh thủy tộc này... Trực giác mách bảo với hắn là cho dù không phải là nền văn minh vũ trụ cấp 5 thì chắc chắn cũng không phải là vũ trụ nền văn minh cấp 4 tầm thường. Phải biết rằng, nền văn minh thuật giả chỉ dựa vào một cổ tự mà họ để lại mà đã đạt đến vũ trụ nền văn minh cấp 4. Chu Phạn bỗng nói, chúng ta lên trên xem thử nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người đi lên tầng trên, người đàn ông áo đen, Sậu Nguyên và Hữu Lão đi theo phía sau. Những người khác cũng vội vàng đi theo. Sau khi lên tầng 2, một vài bức tượng điêu khắc kỳ lạ được bày trí trong tầng 2, có nam có nữ, còn có các sinh vật kỳ lạ như yêu thú, đều sinh động như thật. Có đến mấy vạn. Diệp Quân quan sát thật kỹ những bức tượng đó, hắn thấy bên dưới các bức tượng đều có vào văn tự bí ẩn. Tiếc là hắn hoàn toàn không hiểu. Mọi người đi một vòng, sau đó lên tầng 3, vừa bước vào tầng 2. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên sáng rực như lửa. Từng món thần vật được bày trí ở tầng 3, tất cả đều được bao bọc bởi từng cột ánh sáng. Lúc này, một ông lão bỗng đi đến trước một cột sáng trong đó, ông ta vươn tay muốn bắt lấy cột sáng đó, nhưng ngay sau đó dường như ông ta cảm nhận được gì đó, sắc mặt thay đổi, chỉ thấy một sức mạnh bí ẩn bỗng bao phủ lấy mọi người. Sức mạnh của vực. Chu Phạn xòe bàn tay ra, một quyển sách cổ xuất hiện trong tay. Cô ta thầm niệm một câu chú ngữ, thoáng chốc một kết giới bí ẩn bao phủ lấy cô ta, Hữu Lão phía sau và ông lão áo đen, như nghĩ đến điều gì đó, cô ta bỗng chộp lấy Diệp Quân, sau đó ép buộc túm lấy Diệp Quân đi vào kết giới của cô ta. Thế nhưng bên ngoài kết giới, lúc này cơ thể và linh hồn của các cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo nứt ra từng chút. Họ thử phản kháng nhưng không hề có tác dụng, sức mạnh vực bí ẩn đó quá mạnh, không phải là thứ họ có thể chống đỡ. Lúc này ông lão bỗng quay đầu lại nhìn Chu Phạn cách đó không xa, cầu khẩn, mong cô nương ra tay cứu giúp, bọn ta nguyện ký khế ước với cô nương. Những người khác cũng vội cầu xin. Chu Phạn lại lắc đầu, không phải các ông muốn thế nào thì thế ấy à? À, thấy Chu Phạn từ chối, ông lão đó bỗng tức giận quát, mặt mày dữ tợn, bọn ta có chết cũng phải kéo các ngươi đi cùng. Dứt lời. Ông ta dùng hết sức mạnh còn lại đánh vào kết giới của mấy người Chu Phạn. Sau khi cầu xin không được, đám người còn lại cũng chút hết oán giận vào Chu Phạn, sau đó mọi người đều đồng loạt lao đến chỗ Chu Phạn cùng với ông lão đó. Ầm ầm ầm.
từng luồng sức mạnh đáng sợ liên tục đánh vào kết giới của mấy người Chu Phạn. Thế nhưng sức mạnh của họ không thể lay động được kết giới đó. Chẳng mấy chốc mọi người đều bị sức mạnh vực bí ẩn đó giết chết. Thần hồn tan nát. Diệp Quân nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt không có chút dao động nào. Trên đời này luôn có những người muốn có lợi ích, chiếm được lợi xong thành quen, một khi không để cho họ lợi dụng nữa thì bản thân họ sẽ sinh ra thù hằn rồi làm việc ác. Ánh mắt người đàn ông áo đen sau lưng Chu Phạn lóe lên vẻ phức tạp, tất nhiên ông ta hắn cảm thấy mình may mắn hơn, nếu không đưa ra lựa chọn này thì có lẽ mình cũng đã chết ở bên ngoài. Cả đời này đôi khi lựa chọn còn quan trọng hơn việc nỗ lực cố gắng. Ánh mắt Chu Phạn cũng rất bình tĩnh, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân nói, Diệp công tử, kết giới này của ta không chống đỡ được quá lâu, làm phiền ngươi mở một lối đi trên vách tháp, chúng ta ra khỏi tháp này. Diệp Quân gật đầu, hắn xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay ra, vách tường của tháp cách bên cạnh không xa bị tách ra thành một lối đi. Chu Phạn nói, đi thôi. Dứt lời, cô ta rút kết giới lại, ngay lúc này mọi người lập tức bay ra ngoài tháp. Sau khi đáp xuống đất, Chu Phạn cúi đầu nhìn cuốn sách cổ trong tay, sách cổ bốc khói, thoáng chốc đã không còn hình dáng gì nữa. Chu Phạn lắc đầu cười khổ, linh khí tích lũy cả mấy trăm năm dùng một lần là xong. Diệp Quân nói, chẳng phải Phạn cô nương có linh tổ à? Có thể nói bà ấy khôi phục lại giúp cô. Chu Phạn lắc đầu, bà ấy sẽ không làm chuyện này. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Chu Phạn chớp mắt, bà ấy là linh tổ. Linh tổ. Nghe thế Diệp Quân lập tức hiểu ra. Không phải linh tổ nào cũng dễ nói chuyện như Tiểu Bạch. Chu Phạn cất cuốn sách cổ trong tay đi, sau đó nhìn Diệp Quân, Diệp công tử từng tiếp xúc với linh tổ ư? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao cô biết? Chu Phạn cười nói, ta đoán. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Chu Phạn đang định nói gì đó, ngay lúc này tòa tháp cao đó bỗng rung chuyển. Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Sắc mặt Chu Phạn hơi khó coi, lẽ nào là do lúc nãy kiếm của Diệp công tử phá bức tường trong tháp đó, đồng thời cũng phá luôn phong ấn bên trong. Diệp Quân lặng thinh, hắn nhìn kiếm thanh huyên trong tay, hoàn toàn có khả năng này. Thanh kiếm này quả thật là khắc tinh của các loại trận pháp, kết giới và phong ấn. Người đàn ông áo đen bỗng nói, chạy sao? Chu Phạn nhìn tòa tháp cao đó, không nói gì. Đúng lúc này, một luồng khí tức hủy diệt trời đất bỗng bộc phát từ trong tháp, cả tòa tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó một luồng sáng đen lao ra từ đỉnh tháp đến giữa không trung, nhưng ngay sau đó một đại trận màu đỏ máu xuất hiện ở giữa không trung, một tia huyết quang cuồn cuộn lao xuống. Thoáng chốc đã trấn áp luồng sáng đen về đáy tháp. Một tiếng gầm bỗng vang lên từ trong tháp, sau đó luồng sáng đen lại phóng lên trời, nhưng tia huyết quang ở chân trời đó lại lao xuống trấn áp luồng sáng đen về lại. Cứ thế mỗi lần luồng sáng đen lao lên thì lại bị trấn áp về. Người đàn ông áo đen bỗng nói, tại sao nó không đổi hướng nhỉ, cứ phải bay lên trên. Hữu lão nhìn người đàn ông áo đen, ông nhìn xung quanh tháp đi. Mọi người nhìn thân tháp, không biết lúc nào xung quanh thân tháp đã xuất hiện vô số phù văn bí ẩn mỏng chằng chịt, những phù văn bí ẩn này toát ra sức mạnh kỳ dị, sau đó tạo thành một tấm lưới trói chặt thân tháp lại. Thấy thế người đàn ông áo đen khẽ cười, không nói thêm lời nào. Chu Phạn nói, vừa rồi hẳn là do kiếm của Diệp công tử phá giải phong ấn khiến cho vị cường giả trong tháp tìm được cơ hội, thế nên ông ta mới bắt đầu thử phá phong ấn. Nhưng có lẽ ông ta không ngờ bên ngoài còn có một phong ấn khác, hơn nữa lại mạnh như vậy. Diệp Quân nhìn trận pháp huyết quang đỉnh tháp đó, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, vì hắn có thể cảm nhận được cường giả bên trong tháp có khả năng là một vị cường giả cảnh giới khai đạo. Ngay cả cảnh giới khai đạo cũng có thể bị phong ấn trấn áp. Không bình thường lắm. Chu Phạn nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, cô ta suy nghĩ nhiều hơn một chút. Phong ấn mà ngay cả cường giả cảnh giới khai đạo cũng không thể phá vỡ, nhưng thanh kiếm này lại có thể dễ dàng phá vỡ nó. Đổi góc độ suy nghĩ khác, thế chẳng phải chủ nhân tạo ra thanh kiếm này còn mạnh hơn cảnh giới khai đạo sao? Vẫn cố chấp. Ngay lúc này chân trời bỗng vang lên giọng cười. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông áo bào đen đứng ở đó. Nhìn thấy người này, Diệp Quân nhíu mày, sao ông ta lại đến nữa rồi?
sắc mặt Hữu Lão và Sậu Nguyên bên cạnh Diệp Quân trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cảnh giới khai đạo. Người đàn ông áo bào đen nhìn tòa tháp đen đó, cười nói, Tù Linh, đã nhiều năm thế rồi mà ngươi vẫn ngu ngốc thế, ngươi đang đấu với phong ấn do Toái Đại Tế Sư bảy bố đấy nhỉ. Trong tòa tháp đen, một giọng nói tức giận bỗng vang lên, Cố Trạch, ngươi bớt cười trên nỗi đau của người khác đi, đợi ông đây ra ngoài, không đúng, sao ngươi có thể ra ngoài. Người đàn ông áo bào đen tên Cố Trạch đó bật cười, thần thông ông đây lớn mạnh, pháp lực vô biên, được rồi chứ. Có cái con khỉ. Tù Linh chế giễu, không biết lúc đầu ai bị một thuật sư của nền văn minh cấp thấp đánh cho tả tơi. Nụ cười của Cố Trạch dần biến mất, nhưng sau đó lại nói ôi, không khí bên ngoài trong lành thật, cực kỳ trong lành, Tù Linh, người không ra đây hít thở không khí trong lành chút sao. Tòa tháp đen bỗng rung chuyển dữ dội, thế nhưng vẫn không thể lay động được sức mạnh phong ấn xung quanh tòa tháp. Cố Trạch khẽ cười, sau đó nói, được rồi. Ta không trêu chọc ngươi nữa. Vốn dĩ ông đây cũng muốn mặc kệ ngươi, nhưng ngẫm lại, bây giờ ta chỉ còn lại một mình ngươi là người quen trong vũ trụ này, cho nên ông đây đại từ đại bị chỉ đường cho ngươi. Ngươi có thấy thiếu niên cầm kiếm cách đó không xa không? Ngươi hãy nhờ hắn giúp ngươi, thanh kiếm đó của hắn có thể phá giải phong ấn. Tù Linh im lặng một lúc rồi nói, ngươi nói với hắn một tiếng giúp ta, chỉ cần hắn đồng ý giúp ta, ta có thể không giết hắn. Cố Trạch bỗng nhiên mắng chửi, giết con mẹ người ấy, người đúng là đồ ngu ngốc không có đầu óc, có người nào nhờ người khác giúp như người không? Người bị nhốt ở đây cũng đáng đời, ông đây chưa từng thấy ai ngu ngốc như ngươi. Tù Linh tức giận nói, ông đây thà chết chứ không cầu xin người khác. Cố Trạch bình tĩnh nói, vậy người cứ tiếp tục bị nhốt đến chết ở đây đi. Dứt lời, ông ta xoay người đi. Tù Linh bỗng nói, khoan đã. Cố Trạch xoay người nhìn tòa tháp đen đó, Tù Linh lặng thinh hồi lâu rồi nói, nếu ta cầu xin hắn, hắn không giúp ta, vậy chẳng phải ta rất mất mặt sao? Cố Trạch, thể diện. Nghe Tù Linh nói thế, Cố Trạch nổi giận mắng, ngươi muốn tự do hay muốn thể diện? Mẹ nó, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn quan tâm thể diện hả? Tù Linh trầm giọng nói, tự do thì tất nhiên là muốn nhưng cũng không thể để mất mặt chứ. Nghe thế Cố Trạch cạn lời. Thầm mắng Tù Linh một trận. Mắng một hồi, thấy Tù Linh không có đáp lời, Cố Trạch mới dừng lại, ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói, bình thường ngươi vô cớ nhờ người khác giúp, người ta chắc chắn sẽ không giúp ngươi, ngươi có thể cho hắn chút lợi, chẳng hạn như có thể cho hắn một vài thứ trong tháp, dù sao những thứ đó chẳng có tác dụng gì với ngươi. Tù Linh vội nói, được, ngươi nói với hắn giúp ta. Mấy người Diệp Quân đều không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cho dù có nghe được cũng không hiểu, vì họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ nền văn minh thủy tộc. Cố Trạch khinh thường nhìn tòa tháp đen, mẹ nó chứ, ông đây còn tưởng ngươi có khí phách lắm, còn chẳng phải muốn ra ngoài. Ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân bên dưới, khẽ cười nói, là thế này, cái tên trong tháp này muốn giao dịch với ngươi, ngươi dùng kiếm trong tay phá giải phong ấn giúp ông ta, cứu ông ta ra, sau đó ngươi có thể lấy đồ trong tháp tùy thích, ngươi thấy thế nào? Diệp Quân không nói gì. Cố Trạch nói tiếp, mặc dù ông ta không thông minh lắm nhưng sẽ không nói dối, cũng sẽ không gạt ngươi. Diệp Quân trầm tư một lúc, hắn nhìn tòa tháp đen đó, sau đó nói, chắc chắn chứ. Cố Trạch gật đầu, chắc chắn. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta còn một điều kiện nhỏ. Cố Trạch nói, ngươi nói nghe xem. Diệp Quân nhìn tòa tháp đen, sau đó nói, ta phá giải phong ấn giúp ông ta. Ông ta phải giúp ra đánh một trận, chỉ một trận thôi. Hắn thấy đây là một cơ hội, mặc dù hơi nguy hiểm nhưng đáng để mạo hiểm, vì không chỉ có thể lấy được bảo vật, mà không chừng còn có thể khiến cường giả cảnh giới khai đạo trong tháp đó đánh giúp mình một trận. Nghe Diệp Quân nói thế, Cố Trạch suy nghĩ một lúc, thấy yêu cầu này cũng không quá đáng bèn quay sang nhìn tòa tháp đen, nói với Tù Linh, hắn đưa ra một điều kiện. Hắn có thể giúp ngươi phá giải phong ấn nhưng ngươi phải đồng ý với hắn hai điều kiện, một là ngươi đánh với hắn một trận, chỉ một trận, hai là hắn muốn hai viên tinh thể vĩnh hằng. Tinh thể vĩnh hằng. Tù Linh trong tháp hơi ngờ vực, cảnh giới của hắn thấp như vậy mà biết đến tinh thể vĩnh hằng ư. Cố Trạch nghiêm túc nói, ngươi nhìn kỹ lại thiếu niên này đi, thiếu niên này rất có thiên phú, có ba loại huyết mạch đặc biệt, hơn nữa còn nắm giữ một thanh thần kiếm có thể phá vỡ phong ấn của Đại Tế Sư.
người này sao có thể là yêu nghiệt thiên tài bình thường được chứ? Tù Linh im lặng không nói. Cố Trạch nói tiếp, ta nghĩ hai điều kiện mà người ta đã đưa ra cũng hợp lý, dù sao thiếu niên kia nói mỗi lần hắn sử dụng thần kiếm đó đều sẽ tiêu hao cả ngàn năm tuổi thọ, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Ngươi không bồi thường một chút nào, sao có thể nói được người ta đây, ngươi nghĩ thử xem. Tù Linh lặng thinh một lúc nói, chỉ cần hắn có thể phá được phong ấn của Đại Tế Sư, ta sẽ đồng ý với hai điều kiện này của hắn. Cố Trạch gật đầu, sau đó nhìn Diệp Quân, người trong tháp hơi cố chấp, sống chết không đồng ý, nói giúp người khác đánh nhau cũng không tốt lắm, nhưng sau nhiều lần ta thuyết phục ông ta, đồng thời cũng đưa cho ông ta một số lợi ích, cuối cùng ông ta cũng đã nói đồng ý. Diệp Quân nhìn Cố Trạch, sau đó nói, sau khi ra ngoài, liệu ông ta có giết người giành lại bảo vật không? Cố Trạch mỉm cười nói, người có thể yên tâm, mặc dù tính tình của người này nóng nảy, không đủ thông minh nhưng sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy. Diệp Quân gật đầu, ta tin nhân phẩm của tiền bối. Môi Cố Trạch khẽ giật, mẹ nó chứ, sao cứ cảm thấy tên này đang chế giễu mình vậy? Ông đây là cường giả cảnh giới khai đạo đấy, tên nhóc này không sợ mình chút nào sao? Mẹ kiếp! Đằng sau có người chống lưng thì giỏi lắm à. Cố Trạch bĩu môi, xoay người đi, mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Quân cũng không nói gì nữa, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra rồi lao lên trời. Khi kiếm Thanh Huyên bay lên trời, phòng ấn trận pháp bí ẩn đó lại xuất hiện, nhưng khi kiếm Thanh Huyên chạm vào nó, phòng ấn bí ẩn đó vỡ tan trong tích tắc, biến thành vô số mảnh vỡ năng lượng rồi rơi xuống. Thoáng chốc vỡ nát. Thấy thế, Cố Trạch híp mắt, dưới đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên, ông ta cúi đầu nhìn Diệp Quân, sau đó rơi vào trầm tư không nói gì, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì. Diệp Quân ở bên dưới xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay về lại trong tay hắn. Trong tòa tháp đen ở đằng xa, một luồng sáng đen bỗng lao lên trời, sau đó một giọng cười vang lên. Diệp Quân nhìn lên trời, một người đàn ông tóc dài mặc đồ đen đứng ở đó, sau khi ra ngoài. Người đàn ông tóc dài cười càng lớn hơn, tiếng cười như sấm, chấn động trời đất. Cảnh giới khai đạo. Diệp Quân bên dưới nhìn người đàn ông tóc dài, không nói gì. Lúc này Cố Trạch bỗng nói, Tù Linh, nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Tù Linh dừng lại, ông ta nhìn Cố Trạch, sau đó vung tay lên, hai viên tinh thạch rơi đến trước mặt Diệp Quân bên dưới. Khuôn mặt Cố Trạch cứng đờ. Diệp Quân cũng hơi khó hiểu. Sao tên này lại cho mình thứ này? Đây chẳng phải là tinh thể vĩnh hằng lúc trước Nhất Niệm từng lấy đó sao? Tù Linh liếc nhìn Cố Trạch ở phía xa, lạnh nhạt nói, Cố Trạch, vẻ mặt này của ngươi sao mà khó coi thế? Đến tháng rồi à, có cần chữa không? Cố Trạch nhìn chằm chằm Tù Linh, chỉ ước gì có thể đánh chết cái tên khốn trước mặt này. Tù Linh cười nhạo, sau đó nhìn Diệp Quân bên dưới, ông ta xòe tay phải ra. Một thần thức rơi xuống trước mặt Diệp Quân, sau đó ông ta chỉ vào đầu mình. Diệp Quân hiểu ý, chạm nhẹ vào thần thức đó. Chẳng mấy chốc ngôn ngữ của nền văn minh vũ trụ quan huyên đều hội tụ vào trong thần thức đó. Trên đường đi, hắn đã biết rất nhiều ngôn ngữ của các nền văn minh vũ trụ. Cho dù hắn không hiểu, hai bên gặp nhau và truyền đạt lại ngôn ngữ của các nền văn minh vũ trụ cũng đủ biết nói rồi. Tù Linh thu hồi thần thức của mình lại. Nhìn Diệp Quân nói, năm đó khi nền văn minh thủy tộc ta rời đi, mặc dù đã mang theo hết mọi thứ nhưng vẫn còn vài thứ bị bỏ sót, ngươi có thể đến thẳng tầng 12, ở đó vẫn còn vài thứ hữu ích. Diệp Quân chắp tay lại, cảm ơn tiền bối. Tù Linh xòe tay ra, một tấm bùa đông đặc như nước bỗng bay đến trước mặt Diệp Quân, sau này nếu gặp nguy hiểm, có thể kích hoạt tấm bùa này, nếu không có tình huống đặc biệt, ta sẽ đến. Diệp Quân lại chắp tay lại, cảm ơn. Tù Linh nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mặc dù có ý nghĩ tham lam nhưng lập tức đánh bay nó. Cố Trạch khôn ngoan như vậy cũng không có ý định ra tay cướp lấy, điều này rất bất thường, mình tốt hơn không nên làm chuyện ngu ngốc. Dù sao thì thanh kiếm này cũng có thể phá được trận pháp của Đại Tế Sư, vậy thì người tạo ra kiếm đáng sợ thế nào nữa? Những người đạt đến cấp bậc này của họ càng biết rõ sự đáng sợ của chưa được biết đến của vũ trụ bao la này, người không bao giờ biết được trong vũ trụ này có những người lớn mạnh thế nào. Tâm có điều sợ hãi, ắt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tù Linh thu hồi suy nghĩ,
quay đầu nhìn Cố Trạch ở đằng xa, đánh vài chiêu chứ. Cố Trạch lạnh nhạt nói, được thôi. Vừa dứt lời, hai người đồng thời biến mất khỏi đó, cũng không biết đến đâu để đánh nhau, dù sao thời không xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất lớn. Diệp Quân thu lại ánh mắt, sau đó đi vào trong tháp đen, đi được hai bước, hắn bỗng quay đầu nhìn Chu Phản ở một bên, hơi ngờ vực, Phản cô nương, cô không đi cùng sao? Chu Phản sửng sốt, có vẻ hơi bất ngờ, cô ta mỉm cười nói, lúc nãy tiền bối đó nói, một mình ngươi đi vào. Diệp Quân lại lắc đầu, chẳng phải cô nói chúng ta là bạn sao? Đã là bạn thì dĩ nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đi cùng đi. Chu Phản nhìn Diệp Quân, thấy dường như không phải là lời nói khách sáo nên cười nói, được. Nói rồi cô ta và Diệp Quân đi vào tòa tháp đen. Ba người Hữu Lão và Sậu Nguyên vẫn đứng ở đó. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Quân và Chu Phản biến mất ở phía xa, khẽ nói, ta thấy hai người họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc, hơn nữa còn thông minh như thế. Nghe người đàn ông áo đen nói thế, Sậu Nguyên và Hữu Lão đều nhíu mày. Hữu Lão bình tĩnh nói, tiểu thư nhà ta là hậu duệ của hoàng tộc Đại Chu, mang trong mình dòng máu của hoàng tộc Đại Chu, thậm chí trong tay còn nắm giữ cấm quân hoàng thành Đại Chu, là con cưng của trời thực sự, người theo đuổi tiểu thư đều là rồng phượng trong đám người, thiên tài xuất thế, đệ tử đại đạo. Sậu Nguyên lạnh lùng nhìn Hữu Lão, cậu Diệp nhà ta mang trong mình có ba loại huyết mạch đặc biệt, chưa đến 30 tuổi đã có thể cắt đứt thần đạo, đánh với ách đạo. Thế hệ trẻ ở cả vũ trụ chư thiên vạn giới, cậu Diệp nhà ta đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất chứ? Hữu Lão thản nhiên nói, trên đời này, một người dù có yêu nghiệt cỡ nào, nếu không có gia thế vững chắc chống đỡ, không chừng một ngày nào đó lại đột ngột thất bại trên con đường đại đạo mỏng như băng này đấy. Hơn nữa, một thiên tài chưa trưởng thành hoàn toàn chẳng qua lại nhỏ bé như kiến và hạt bụi khi đứng trước một số thế lực. Sậu Nguyên bình tĩnh nói, trong mắt vài người, một thế lực lớn mạnh cũng chỉ lớn bằng con kiến mà thôi. Hữu Lão nhíu mày, ông ta quay sang nhìn Sậu Nguyên, Đại Chu thành lập được gần mấy tỷ năm, cho đến giờ ngoài nền văn minh thiên hành thì chưa từng gặp đối thủ. Nghĩ đến lửa thiên hành bị kiếm tu nữ váy trắng hàng phục trong người cậu Diệp, Sậu Nguyên khẽ cười, nền văn minh thiên hành à? Chẳng qua chỉ có thế thôi. Nghe Sậu Nguyên nói thế, người đàn ông áo đen nhìn ông ta, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nền văn minh thiên hành chỉ có thế thôi. Nói khoác đến mức này, hơi quá rồi. Ha ha! Hữu Lão ở một bên bỗng cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe người ta nói nền văn minh thiên hành chỉ có thế thôi, rốt cuộc là vì tầm mắt của ta quá thấp chưa nhìn thấy hết thế giới rộng lớn, hay là có người đang khoác lác? Sậu Nguyên nhìn Hữu Lão nghiêm túc nói, ta thực sự hiểu cảm giác của ông, vì ta đã từng ngông cuồng như ông. Tự cho rằng nền văn minh vũ trụ của mình là vô địch, sau đó ta đã trở nên thành thật hơn. Hữu Lão, người đàn ông áo đen. Diệp Quân và Chu Phản đi đến tầng 12, dưới đất là đầu ngổn ngang. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, lúc đầu chắc là họ đi rất vội. Chu Phản nhìn xung quanh một lượt, khẽ gật đầu, đi rất vội chắc chắn có hai lý do, đang trốn một cái gì đó. Mà duy nhất có thể tạo ra mối đe dọa cho một nền văn minh ở cấp độ của họ ngoài vũ trụ kiếp thì là nền văn minh thiên hành. Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phản, hơi tò mò, Phản cô nương, các cô từng đánh nhau với nền văn minh thiên hành à? Chu Phản lắc đầu, chưa từng, cũng không dám, nền văn minh thiên hành là sự chèn ép tuyệt đối nền văn minh dưới cấp 5. Diệp Quân bỗng nói, các cô là vũ trụ nền văn minh cấp 4 nhỉ? Chu Phản gật đầu, ừ. Diệp Quân lại hỏi, người mạnh nhất ở nền văn minh các cô là Khai Đạo. Chu Phản khẽ gật đầu, đúng thế nhưng hoàng tộc Đại Chu hơi khác biệt, hoàng đế bệ hạ của bọn ta tu luyện long khí và khí vận, cho nên trong Đại Chu bọn ta, cảnh giới của hoàng đế Đại Chu cao hơn một cảnh giới. Nói cách khác, trong trường hợp không có bất kỳ trở ngại nào, hoàng đế Đại Chu có thể một đánh năm. Một đánh năm? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, mạnh thế sao? Chu Phản cười nói, đúng thế, không chỉ có hoàng đế Đại Chu có thể, mà sau khi trở thành thái tử, cũng có thể điều động sức mạnh số mệnh và tín ngưỡng của Đại Chu, cảnh giới tự khắc sẽ cao hơn một bậc. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là thế. Chu Phản khẽ cười, sau đó nói, đi thôi, chúng ta xem thử nền văn minh thủy tộc để lại bảo vật gì cho chúng ta. Diệp Quân cười nói, đi.
Hai người bước vào trong đống đồ vật ngổn ngang, lúc này một tia sáng vàng bỗng xuất hiện ở cách đó không xa, sau đó tia sáng đó cuộn một bức tranh lên. Diệp Quân nhìn tia sáng đó, trong tia sáng vàng là một hư ảnh mờ ảo. Linh Tổ. Vì có sự tồn tại của Tiểu Bạch nên Diệp Quân vẫn khá tò mò về Linh Tổ. Lúc này Chu Phản bỗng đi tới trước mặt Linh Tổ, Linh Tổ đưa bức họa đó cho cô ta mở ra, trong tranh chỉ có một thanh kiếm này rất đơn giản, chỉ là một thanh kiếm thủy mặc, ngoài ra không có gì khác nữa, thậm chí không có một chữ ký. Thấy thế, Chu Phản hơi ngạc nhiên, đây là... Diệp Quân đi đến bên cạnh Chu Phản, hắn đánh giá thanh kiếm đó, sau đó đưa tay chạm vào nó. Lúc này kiếm thủy mặc đó bỗng khẽ rung lên. Ngay sau đó kiếm ý trong người Diệp Quân bỗng dâng lên giống như thủy triều, sau đó đi vào trong cuộn tranh. Diệp Quân biến sắc, vội vàng lùi lại một bước, thế nhưng kiếm thủy mặc đó vẫn ép buộc hút lấy kiếm ý vô địch của hắn. Lúc này kiếm thanh huyên trong người Diệp Quân bay ra, bay thẳng vào trong cuộn tranh đó. Vèo! Chỉ nghe một tiếng kiếm vang lên, cuộn tranh lập tức yên tĩnh lại, kiếm thanh huyên bay về lại trước mặt Diệp Quân. Lúc này kiếm thủy mặc tổng cuộn tranh đó đã xuất hiện vết nứt. Thấy thế, trong mắt Chu Phản hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô ta biết khả năng nhìn nhận của Linh Tổ nhà mình, có thể khiến nó ưa thích chắc chắn là vật siêu phàm. Cô ta cũng biết kiếm thủy mặc này chắc chắn không so được với thanh kiếm trong tay Diệp Quân, chỉ là cô ta không ngờ là khi hai thanh kiếm va chạm, thanh kiếm thủy mặc bị đánh bại ngay tức khắc. Lẽ nào chủ nhân tạo ra thanh kiếm này thuộc vũ trụ nền văn minh cấp 5? Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Chu Phản giật mình, vũ trụ nền văn minh cấp 5. Hiện giờ vũ trụ nền văn minh cấp 5 được biết đến duy nhất chỉ có nền văn minh thiên hành, mà Diệp công tử trước mặt rõ ràng không phải là người của nền văn minh thiên hành, ngoài nền văn minh thiên hành, lẽ nào còn có vũ trụ nền văn minh cấp 5 khác sao? Cô ta không dám chắc chắn. Chu Phản nhìn Diệp Quân, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp và tò mò, Diệp công tử này là điều bí ẩn. Lúc này Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên, vì hắn không ngờ kiếm thủy mặc trong cuộn tranh đó lại có thể ép buộc hút lấy kiếm ý vô địch của hắn. Diệp Quân bước đến trước cuộn tranh đó, hắn nhìn thanh kiếm đó, kiếm khẽ rung lên như đang nói gì đó. Diệp Quân nhìn Chu Phản, Phản cô nương, có thể cho ta tranh này không? Chu Phản mỉm cười nói, Diệp công tử là kiếm tu, vật này rất phù hợp với Diệp công tử. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn cô. Nói rồi hắn lấy kiếm thanh huyên ra ngăn cuộn tranh lại, ông đây không nhiều lời với ngươi, một là bây giờ nhận ra làm chủ, hai là ông đây tiêu diệt ngươi. Chu Phản. Cho dù đối với người hay vật, thái độ của Diệp Quân đều giống nhau, người không đắc tội ta không đắc tội người, vật này vừa xuất hiện đã công kích hắn, đương nhiên hắn sẽ không khách khí với nó. Không đầu hàng. Tiêu diệt thôi. Thanh kiếm đó không có phản ứng. Diệp Quân không hề do dự. Giơ kiếm lên chém mạnh một cái, ngay lúc này cuộn tranh đó bỗng biến thành kiếm quang lao vào giữa trán Diệp Quân. Vụt, thoáng chốc, thời không xung quanh bỗng xuất hiện gợn sóng và kiếm ý. Trong đầu Diệp Quân có thêm một cuộn tranh. Nhận chủ, lúc đối diện với kiếm thanh huyên, nó không hề kiêu ngạo được chút nào. Lúc này tâm niệm Diệp Quân khẽ động, một thanh kiếm thủy mặc bỗng bay ra từ giữa trán hắn, thoáng chốc kiếm vực và kiếm ý bí ẩn bao phủ khắp nơi. Diệp Quân hơi sửng sốt. Mẹ kiếp! Thanh kiếm này không chỉ có kiếm ý mà còn mang theo kiếm vực. Lợi hại thế sao? Ánh mắt Chu Phản cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên, vật này hơi đặc biệt. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn kiếm thủy mặc, phải nói là hắn thật sự rất ngạc nhiên, thanh kiếm này lại mang theo kiếm ý và kiếm vực, hơn nữa kiếm ý và kiếm vực này cũng không yếu chút nào. Diệp Quân bỗng giơ tay ra nắm lấy. Kiếm thủy mặc bỗng biến thành một vệt mực đen tản ra xung quanh, thoáng chốc trong tay Diệp Quân có thêm một thanh kiếm. Diệp Quân tay cầm kiếm thủy mặc, dùng sức. Vù! Thoáng chốc kiếm ý và thế kiếm đáng sợ lập tức bao trùm lấy cả tòa tháp màu đen, tòa tháp có sức mạnh phong ấn dung chuyển dữ dội. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ phấn khích, phải nói rằng, đúng là một thanh kiếm tốt, dĩ nhiên còn kém xa thanh huyên của ta. Kiếm thanh huyên rung lên. Sau đó chủ động bay một vòng bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân bật cười, hắn nhìn kiếm thủy mặc trong tay, nhưng nghĩ đến điều gì, ý niệm hắn khẽ động, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất, thời không cách tòa tháp ngàn trượng bỗng nứt ra, kiếm ý và kiếm vực bao phủ,
cùng lúc đó một thanh kiếm xuất hiện. Thấy thế Diệp Quân hơi phấn khích, hắn phát hiện thanh kiếm này còn có thể sử dụng như phi kiếm, bây giờ thanh kiếm này yếu hơn kiếm Thanh Huyên nhưng lại mạnh hơn kiếm được ngưng tụ thành từ kiếm ý vô địch của hắn. Hơn nữa đây còn là một thanh kiếm loại trưởng thành, chỉ cần không ngừng nuôi dưỡng kiếm ý, thanh kiếm này sẽ càng mạnh hơn. Lấy kiếm ý để nuôi dưỡng. Ý niệm Diệp Quân hơi động, thanh kiếm đó lập tức bay về trong đầu hắn. Diệp Quân nhìn Chu Phạn, đang định nói gì đó thì cổ tự trong người hắn đó bỗng run lên. Có phản ứng. Diệp Quân khá ngạc nhiên, cổ tự như đang muốn nói gì với hắn. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau hắn đi về phía bên phải, cổ tự càng rung hơn. Diệp Quân tăng tốc, rất nhanh cổ tự đó bỗng dừng lại. Diệp Quân mở mắt ra, một cây bút được đặt ở bên chân hắn. Diệp Quân cầm cây bút lông lên, cảm thấy trên tay hơi lạnh, ngoài ra không có gì khác thường, nhưng ngay lúc này cây bút lông bỗng biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở trong tiểu tháp. Diệp Quân vội nhìn vào trong tiểu tháp, cây bút lông xuất hiện trước cổ tự đó, cổ tự lại biến thành tia sáng đen đi vào trong cây bút lông. Diệp Quân yên tĩnh nhìn, thế nhưng cây bút lông lại chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Là sao thế nhỉ? Diệp Quân thầm nói, tháp ra, xem giúp ta chúng nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tháp nói, ta không hiểu. Diệp Quân. Tiểu tháp nói, có thể bảo Nhất Niệm đi xem thử. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, Nhất Niệm, muội xem cây bút này giúp ta. Nhất Niệm đang nghiên cứu thời không bí ẩn đó bỗng dừng lại, cô ta đi đến trước cây bút lông đó, cầm cây bút lên xem một hồi rồi nói, rác rưởi. Nói rồi cô ta ném sang một bên, sau đó tiếp tục nghiên cứu thời không bí ẩn đó. Cô ta phải nghiên cứu triệt để con đường thời gian này, sau đó biểu đạt bằng cách đơn giản, như thế chồng mình mới có thể nghe hiểu được. Diệp Quân. Tiểu tháp. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, muội ấy không hiểu thật hay là xem hiểu rồi lại cảm thấy là vô dụng. Tiểu tháp nói, ngay cả thời không bí ẩn đó cô ta còn xem hiểu được thì ngươi nói xem cô ta không hiểu thứ này sao? Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, xem ra phải dành thời gian đến chỗ muội ấy làm việc xem thử, ta phải xem rốt cuộc muội ấy có thể làm công việc quét dọn không. Tiểu tháp nói, đúng là ta cũng rất tò mò, ta không tin cô ta là người làm công thôi đâu, ta mới là người làm công đây này, ta làm công cả ba đời rồi. Diệp Quân. Ngay lúc này Chu Phản bỗng đi đến một bên, cô ta nhặt lá cờ lên, lá cờ chỉ lớn bằng cánh tay, có màu đỏ. Nhặt lá cờ lên rồi đánh giá một hồi, sau đó nói, Diệp công tử, cho ta thứ này được chứ? Diệp Quân nhìn Chu Phản, sau đó cười nói, Phản cô nương, thế này được không? Chúng ta chia đều tất cả vật phẩm ở đây, cô thấy thế nào? Chu Phản lắc đầu, ta chỉ lấy hai món thôi là được. Diệp Quân muốn nói gì đó, Chu Phản cười nói, đây vốn dĩ là những thứ ngươi trao đổi với vị tiền bối đó, đáng lý tất cả đều là của ngươi. Ta lấy hai món đã là chiếm của hời rồi. Diệp Quân không nói gì, phất tay áo một cái, khoảng 30 món vật phẩm bị hắn thu vào trong hai chiếc nhẫn, hắn đưa một chiếc nhẫn trong đó cho Chu Phản, cười nói, đã nói chia đều thì chia đều chứ, đừng từ chối. Chu Phản nhìn Diệp Quân, sau đó lắc đầu khẽ cười, ta chiếm lợi nhiều quá. Diệp Quân cười nói, trước đó ta không chiếm hời của cô sao? Không biết Chu Phản nghĩ đến điều gì mà mặt bỗng dưng đỏ bừng. Thấy mặt Chu Phản đỏ bừng, Diệp Quân sửng sốt, mình đã nói gì sao? Sao cô nương này lại đột nhiên trở nên ngại ngùng thế? Hắn ngơ ngác. Lúc này Tiểu Tháp nói, ngươi không chỉ kế thừa tài năng của cha ngươi mà còn thừa hưởng sự đào hoa của cha ngươi nữa. Diệp Quân sầm mặt, tháp ra, câu nói của ta có vấn đề gì sao? Tiểu Tháp thở dài nói, người thế này thì càng lợi hại hơn rồi, cha ngươi có ý thức ghẹo người, còn ngươi toàn bộ đều là hành vi vô thức. Diệp Quân. Lúc này vẻ mặt Chu Phản cũng đã bình thường lại, vì lúc nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Diệp Quân, cô ta biết mình nghĩ nhiều rồi. Nghĩ đến đây cô ta lại cảm thấy hổ thẹn, Diệp công tử chính trực uy nghiêm, sao có thể là loại người cợt nhả đó được. Nhìn bộ dạng của hắn, e là trẻ con nhỉ. Nghĩ đến đây mặt Chu Phản lại đỏ bừng. Cô ta không nghĩ nhiều nữa, sau đó bình ổn lại tâm trạng, nhìn Diệp Quân mỉm cười nói, Diệp công tử, chúng ta ra ngoài thôi. Diệp Quân nhìn Chu Phản cứ chốc chốc lại đỏ mặt, mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, bèn gật đầu, ừ.
Diệp Quân và Chu Phạn đi ra ngoài, lúc này Diệp Quân đột nhiên dừng bước, sau đó giải thích, Phạn cô nương, lúc nãy ý của ta là trước đó khi bước vào bí cảnh, cô không lấy tiền vào cửa của ta xem như ta chiếm lợi của cô, chứ cũng không có ý gì khác. Chu Phạn cười nói, ta biết. Diệp Quân cạn lời, cô biết mà còn đỏ mặt cái gì vậy? Chu Phạn bỗng khó hiểu nói, lẽ nào Diệp công tử còn có ý khác sao? Diệp Quân. Thấy Diệp Quân bị cứng họng, Chu Phạn mím môi, chúng ta ra ngoài thôi. Dứt lời, cô ta đi về phía xa, nụ cười trên môi càng rực rỡ. Diệp Quân đứng đó lắc đầu, sau đó cũng đi theo. Chu Phạn và Diệp Quân vừa ra ngoài, Hữu Lão nhanh chân bước đến trước mặt Chu Phạn, sau đó thấp giọng nói, tiểu thư, ông tả xin chi viện. Chu Phạn hơi ngạc nhiên, chi viện. Hữu Lão gật đầu, đúng thế. Chu Phạn hơi tò mò, đối phương có lai lịch gì? Hữu Lão trầm giọng nói, ông tả nói ác đạo minh gì đó. Nghe thế Chu Phạn biến sắc, đi thôi. Dứt lời, cô ta dẫn Hữu Lão và người đàn ông áo đen biến mất khỏi đó. Ác đạo minh. Diệp Quân nghe Hữu Lão nói thế thì nhíu mày, chúng thế mà lại đuổi theo đến đây, điên rồi sao? Sấu Nguyên trầm giọng nói, cậu Diệp, chắc thế lực này nhắm vào cậu. Diệp Quân khẽ gật đầu, hơi khó hiểu nói, lẽ nào chỉ là vì lúc đầu ta cứu người nền văn minh thương vận sao? Nói đến đây hắn lắc đầu, chắc không đến nỗi thế nhỉ? Sấu Nguyên nói, cho dù thế nào, lần này ác đạo minh đến tìm cậu Diệp chắc chắn không có ý tốt, nếu không có cường giả cảnh giới khai đạo thì còn tốt, nhưng nếu có cường giả cảnh giới khai đạo. Diệp Quân sầm mặt, nếu có cường giả cảnh giới khai đạo thật thì với thực lực hiện giờ của hắn, chắc chắn không đánh lại. Diệp Quân trầm tư hồi lâu, sau đó nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem sao. Dứt lời, hắn cũng dẫn Sậu Nguyên biến mất khỏi đó. Hắn quyết định đi gặp ác đạo minh này. Ở bên ngoài, tả lão dẫn dắt một đám người đánh không biết bao nhiêu hiệp với Huyền Dương, mặc dù có nhiều người nhưng họ vẫn không thể giết được ác đạo và Huyền Dương. Không chỉ thế, Huyền Dương thế mà còn gọi năm cường giả đỉnh cấp đến. Hơn nữa đều là cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo. Tình thế lập tức đảo ngược. Thế nên tả lão phải xin chi viện. Ngay lúc này Chu Phạn bỗng dẫn người xuất hiện, cô ta nhìn hai bên đang giao chiến, sau đó nói, dừng. Nghe Chu Phạn nói thế, tả lão vội bảo đám người dừng lại, sau đó lùi đến bên cạnh Chu Phạn. Huyền Dương nhìn thấy chính chủ đã đến cũng không đánh nhau nữa, ông ta nhìn Chu Phạn, ánh mắt u ám. Chu Phạn bình tĩnh nói, ác đạo minh. Huyền Dương cười mỉa, khá đấy, thế mà còn biết ác đạo minh. Chu Phạn quay đầu nhìn tả lão bên cạnh, tại sao lại đánh nhau? Tả lão trầm giọng nói, chúng không nộp tiền vào cửa, muốn cứ thế xông vào. Chu Phạn nhìn Huyền Dương cười nhạo, tại sao ta phải nộp phí vào cửa? Lẽ nào nơi này do nhà cô mở à? Chu Phạn bình tĩnh nói, nơi này là di tích bí cảnh thượng cổ. Vốn dĩ có một trận pháp che mất di tích này lại, ta đã phá trận pháp này nên ai muốn đi vào cũng phải nộp tiền. Huyền Dương nhìn chằm chằm Chu Phạn, ta không nộp đấy. Chu Phạn cau mày. Tả lão bỗng tức giận chỉ vào Huyền Dương, mẹ kiếp. Mọi người. Sắc mặt Huyền Dương trở nên hung tợn, đấm một cú vào tả lão. Thật ra ông ta đã nhìn thấy Diệp Quân, nhưng lúc này ông ta chẳng có suy nghĩ gì với Diệp Quân cả. Ông ta chỉ muốn đánh chết cái ông già này. Mẹ nó chứ, chẳng có chút tố chất nào. Ngay khi Huyền Dương ra tay, các cường giả sau lưng ông ta cũng biến mất. Trận chiến lại nổ ra. Chu Phạn cảm thấy hơi đau đầu, tả lão cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách nóng nảy, lần này dẫn ông ta đi theo đúng là một sai lầm. Lúc này Diệp Quân bỗng đi đến cạnh Chu Phạn, cần giúp gì không? Chu Phạn quay sang nhìn Diệp Quân, người biết chúng à? Diệp Quân bĩu môi, người phụ nữ này cũng thông minh quá rồi đấy. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, chúng đuổi giết theo ngươi đến đây sao? Diệp Quân, nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Chu Phạn hơi ngạc nhiên, đúng là đến tìm ngươi rồi, sao ngươi lại đắc tội với ác đạo minh vậy? Đây là một thế thực cực kỳ lớn mạnh. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, chuyện này dài lắm. Chu Phạn định nói gì thì ngay lúc này đám người Huyền Dương ở phía xa bỗng dừng lại. Chúng vội lùi ra xa cả trăm trượng. Thấy thế mọi người đều khá khó hiểu. Chu Phạn và Diệp Quân nhìn phía sau đám người Huyền Dương,
không biết từ bao giờ có một bà lão tóc bạc xuất hiện ở đó. Ác bà! Nhìn thấy ác bà, dám người Huyền Dương vội cung kính chào. Sắc mặt Diệp Quân và Chu Phản bỗng trở nên nghiêm trọng, Chu Phản nhắc cảnh giới khai đạo. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm. Ác đạo minh này vì muốn giết mình mà gọi cả cường giả cảnh giới khai đạo ra ư. Sau khi bước đến, ác bà nhìn thẳng vào Diệp Quân, người có quan hệ gì với chân thần? Diệp Quân bình tĩnh nói, tỷ ấy là vợ ta. Vợ! Chu Phản quay đầu sang nhìn Diệp Quân. Ác bà híp mắt, chân thần có thể đè nén thần tính bằng nhân tính, cô ta có thể thích loại tép siêu như ngươi sao? Diệp Quân cười nói, bà có hiểu tình yêu là gì không? Mọi người! Hỗn láo! Ác bà tay cầm cây gậy bước vào hư không, thoáng chốc luồng khí tức đáng sợ bao phủ lấy khắp nơi. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, kiếm thanh huyên trong người hắn định bay ra thì lúc này, Chu Phản bỗng chắn trước mặt Diệp Quân, cô ta xòe tay ra, một cuốn sách cổ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta. Ngay sau đó, cuốn sách cổ vàng biến thành một con rồng vàng cực lớn bảo vệ mọi người. Khí tức đó nổ tung trên con rồng vàng cực lớn, con rồng lập tức trở nên mờ ảo, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương. Ác bà nhìn Chu Phản, hoàng tộc Đại Chu. Chu Phản gật đầu. Ác bà nhìn chằm chằm Chu Phản, cô nương, cô biết tại sao đến giờ cô vẫn chưa chết không? Bởi vì ta nể mặt hoàng tộc Đại Chu, nhưng không có nghĩa là cô có thể muốn làm gì thì làm, hiểu không? Chu Phản mỉm cười, sau đó nói, hoàng tộc Đại Chu ta sẽ bảo vệ Diệp công tử. Tả lão và Hữu lão đều sửng sốt, Tả lão nhìn Diệp Quân, muốn nói gì đó nhưng lại bị Hữu lão ngăn lại. Diệp Quân cũng khá bất ngờ. Ác bà bỗng bật cười, cô chắc chứ? Chu Phản gật đầu, vô cùng chắc chắn và khẳng định. Ác bà nhìn Chu Phản, những lời cô nói có thể đại diện cho cả hoàng tộc Đại Chu. Chu Phản cười nói, có thể. Ác đạo hơi híp mắt lại, nếu cô không biết ác đạo minh, ta có thể tha cho cô tội không biết, nhưng nếu cô đã biết ác đạo minh mà lại còn muốn làm như thế thì ta sẽ xem lời cô nói là lời tuyên chiến của hoàng tộc Đại Chu với ác đạo minh. Chu Phản gật đầu, vậy thì tuyên chiến. Hữu lão và Tả lão đều tỏ ra kinh hãi, thật ra hai người cũng không biết ác đạo minh là cái gì, nhưng lúc nhìn thấy ác bà, họ biết đối phương ít nhất là vũ trụ nền văn minh cấp 4, vì ác bà này là cường giả cảnh giới khai đạo. Khai chiến với một vũ trụ nền văn minh cấp 4. Tiểu thư không có quyền lợi này. Không chỉ không có quyền này, một khi giải quyết không tốt thì sẽ bị vạch tội, thậm chí tước hết tư cách tranh giành vị trí thái tử. Lúc này Tả lão và Hữu lão đều bắt đầu hoảng sợ. Phải biết rằng, sau lưng tiểu thư này còn có vô số thế lực ủng hộ, cô ta không chỉ đại diện cho lợi ích của bản thân, mà còn đại biểu cho lợi ích của rất nhiều gia tộc và tông môn. Phạm vi liên lụy quả thật quá lớn. Diệp Quân cũng rất ngạc nhiên, hắn không ngờ Chu cô nương này lại làm như thế. Diệp Quân nhìn ác bà ở phía xa, hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cảm thấy không nên liên lụy đến người khác. Hắn vừa định lên tiếng thì Chu Phản đã quay sang nhìn hắn, cười nói, đừng nói những lời ảnh hưởng đến tình bạn. Diệp Quân im lặng. Ác bà ở phía xa bật cười, thú vị đấy, thú vị thật, mấy năm nay hoàng tộc Đại Chu ngày càng giỏi đấy. Nói đến đây, nụ cười của bà ta bỗng trở nên hơi hung ác, ta đánh chết cô, không chỉ đánh chết cô, ta còn lột trần cô, sau đó treo xác cô lên hoàng thành Đại Chu. Ta muốn xem thử hoàng tộc Đại Chu có dám khai chiến với ác đạo minh không? Dứt lời, bà ta quay sang trợn mắt nhìn Diệp Quân, còn ngươi, ta chẳng những lột da rút xương ngươi ra, mà còn treo nam nữ cả gia tộc ngươi trước ác đạo điện, thắp sáng thiên đăng, đốt trong hàng ngàn năm, không bao giờ được siêu sinh. Vừa dứt lời, bà ta bỗng tiến đến trước, tinh vực trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị tiêu diệt, sức mạnh hủy diệt trời đất bao phủ lấy Chu Phản. Diệp Quân biến sắc. Đối mặt với cường giả cảnh giới khai đạo ở thời kỳ đỉnh cao, dĩ nhiên hắn sẽ không tự mình chống đỡ, thầm nói, ông nội. Nói đến đây, hắn nhìn ác bà hung ác ở đằng xa, lập tức nói, cô. Thời không chưa được biết đến ở nơi nào đó, hai luồng khí tức đáng sợ bỗng phá vỡ vô số hư không. Tiểu tháp, hửm, hả, từ vùng thời không nào đó, hai giọng nói mang theo ngạc nhiên đồng thời vang lên trong thoáng chốc. Khi chúng tan đi, hai luồng khí tức khủng bố kia cũng theo đó mất tăm. Ế! Diệp Quân ngu người nhìn lên cao. Đâu mất rồi?
Sao tự dưng đi vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn làm sai gì hả? Tiểu Tháp lên tiếng, thằng đần này. Ông nội và cô của ngươi vốn không vừa mắt nhau, ngươi gọi cả hai cùng lúc thì làm sao họ chịu xuất hiện? Thôi chết rồi. Mặt Diệp Quân trắng bệch không còn hột máu. Mà ác bà đã lao đến ngay trước mặt. Đúng lúc Diệp Quân chuẩn bị rút kiếm, Chu Phạn bất ngờ giật đứt sợi dây chuyền quanh cổ, nhắm mắt thầm thì tiên tổ. Uỳnh! Một luồng sáng vàng rực bắn lên cao từ sợi dây, tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đẩy ác bà văng đi nghìn trượng. Hữu lão đứng bên kia run giọng, tiểu thư, tiên tổ tí hộ, là con át chủ bài trăm năm chỉ dùng được một lần, sao cô lại dùng nó ở đây? Về sau làm sao đấu lại nhị hoàng tử và những người khác bây giờ? Nếu những thế lực đứng hộ cô biết cô đã không còn nó, bọn họ nhất định sẽ phản bội. Sắc mặt Tả lão cũng trắng bệch. Tiên tổ tí hộ, là con át chủ bài cuối cùng của các hoàng tử hoàng nữ nòng cốt trong hoàng tộc Đại Chu. Nó do thủy tổ Đại Chu ban phát nhằm mục đích bảo vệ cho yêu nghiệt trong hoàng thất không chịu cảnh chết hiểu, có thể nói như một lá bùa hộ mệnh. Một khi dùng nó ở đây, Chu Phạn sẽ rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Hoàng thất tranh ngôi vốn là chuyện đầu rơi máu chảy, có thủ đoạn nào mà không từ. Nhất là khi cô ta còn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Tả lão hữu lão chỉ thấy tê dại cả người. Nhưng Chu Phạn không thèm để ý, chỉ lặng lặng nhìn lên bầu trời. Luồng sáng vàng kia tan đi, để lộ một bóng người vàng chóe. Chu Phạn cung kính thi lễ, Tả lão và hữu lão cũng khom lưng thật sâu. Đó là một cường giả khai đạo cảnh. Là thủy tổ Đại Chu. Hai mắt ác bà long lên sòng sọc, ta là ác đạo. Thủy tổ ngắt lời bà ta, man gì bên ngoài dám động binh với Đại Chu ta, giết. Rồi tung ra một cú đấm. Long uy cuồn cuộn ập đến. Thổi văng ác bà bay đi mấy trăm nghìn trượng trong nháy mắt, biến toàn bộ cường giả đi theo bà ta thành bột mịn. Xóa sổ ngay lập tức. Diệp Quân không khỏi lộ vẻ xúc động. Cảnh giới của ác bà và thủy tổ Đại Chu ngang nhau, nhưng người sau chỉ là ảo ảnh chứ không phải chân thân. Vậy mà đã mạnh đến thế. Thì ra trong khai đạo cảnh cũng phân biệt mạnh yếu. Ở đằng xa, ác bà đã dừng lại với sắc mặt xấu xí vô cùng. Trong lòng kinh hãi nghĩ người này mạnh đến vậy sao? Nhưng khi thấy thủy tổ Đại Chu tiếp tục ra tay, bà ta bèn biến sắc. Rồi xoay người bỏ chạy không chút chần chừ. Thủy tổ Đại Chu thấy ác bà tháo chạy thì dừng tay. Ông ta quay lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, rồi nhìn sang Chu Phạn đang đứng trước người hắn, cuối cùng biến mất không một âm thanh. Để lại Chu Phạn đứng cúi đầu trong im lặng. Đúng lúc này, hàng loạt khí tức đáng sợ ập đến từ chân trời. Hữu lão hốt hoảng kêu lên, là cận vệ hoàng tộc. Hành động của Chu Phạn đã khiến hoàng tộc Đại Chu để ý rồi. Không lâu sau, đã có mấy chục người xuất hiện cách Chu Phạn không xa. Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp đen tuyền, những người đứng sau cũng ăn mặc tương tự. Mấu chốt ở chỗ bọn họ thấp nhất đều đã đạt đến 10 phần thần tính, mà thủ lĩnh lại là ác đạo cảnh đỉnh cao. Khí tức mạnh mẽ vượt xa ác đạo cảnh thông thường. Người đàn ông hơi khom lưng thi lễ với Chu Phạn, cửu điện hạ không sao là tốt rồi. Cô ta không đáp lời. Người đàn ông lại nói, hội trưởng lão có lệnh mời điện hạ trở lại hoàng thành, bàn giao mọi công việc. Chu Phạn lẳng lặng cất sợi dây chuyền đi, điềm đạm nói, tu thống lĩnh hãy đợi trong chốc lát. Người đàn ông thi lễ rồi dẫn theo thuộc hạ lui sang một bên. Chu Phạn mới khẽ mỉm cười với Diệp Quân, Diệp công tử, chúng ta trò chuyện riêng một chút. Hắn gật đầu, được. Hai người đi đến một nơi riêng tư. Nhờ cú đấm ban nãy của thủy tổ Đại Chu mà bốn bề chỉ còn một mảnh đen nhánh, hơi bị sát phong cảnh. Chu Phạn chợt nói, Diệp công tử, thật ra, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là có mục đích, ta muốn kết giao với ngươi, lợi dụng ngươi, làm ngươi bán mạng cho ta. Diệp Quân chỉ cười nói, ta biết. Chu Phạn quay lại nhìn hắn, có phải ta ham mê quyền lực quá không? Diệp Quân lắc đầu, ta không cho là vậy. Chu Phạn lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Quân, ta có thể hiểu cho Phạn cô nương. Thân ở hoàng tộc mà tâm tư quá đơn giản thì không sống lâu được, vậy nên cô mới phải sử dụng những thủ đoạn để bảo vệ bản thân, thuyết phục lòng người. Điều này rất dễ hiểu, ta cũng sẽ như vậy nếu là cô. Đôi mắt Chu Phạn nhìn hắn như hai hồ nước trong veo.
Diệp Quân tiếp tục, hơn nữa chúng ta không quen không biết, cô nương sao có thể tốt với ta như vậy? Ta cho rằng tiếp xúc và kết giao có mục đích là chuyện rất bình thường, càng dễ hiểu hơn nữa nếu đó là phương pháp sinh tồn. Một hồi lâu sau, Chu Phản cong môi cười, nghe ngươi nói vậy, ta chợt thấy rất vui. Diệp Quân hạ giọng, nhưng thủ đoạn cô nương vừa dùng để giữ mạng kia. Chu Phản lắc đầu, mục đích sâu xa của ta vẫn là để mời chào Diệp công tử, khiến ngươi phải chịu ơn ta. Diệp Quân, hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao? Chu Phản ngẫm nghĩ một hồi rồi giơ ngón cái và ngón trỏ ra, chạm sát vào nhau có một xíu xiu này thôi. Diệp Quân, Chu Phản phì cười, lại đi thêm một đoạn nữa, Diệp Quân hỏi, sao tự dưng lại nói hết với ta? Chu Phản nhoẻn cười, có lẽ vì ta không muốn tiếp tục rối lòng với Diệp công tử nữa. Không biết vì sao mà, ta không thích cảm giác ấy. Diệp Quân, vậy chúng ta có phải là bạn không? Chu Phản ngoảnh lại nhìn hắn, trong lòng Diệp công tử, ta có phải bạn không? Diệp Quân gật đầu, phải. Chu Phản dừng bước, xoay người lại hoàn toàn, công tử biết gì không? Có những lúc ngươi làm ta thấy thẹn lắm. Diệp Quân tỏ vẻ không hiểu. Chu Phản mới giải thích, ta tiếp xúc với ngươi, đối xử tốt với ngươi đều có mục đích riêng, vậy mà ngươi lại đối đãi ta thật lòng. Ta nhìn ra được, từ khi ngươi bảo vệ ta trong sơn động, hay khi bảo ta đi vào tòa tháp đen cùng ngươi, ngươi không hề có một chút tư tâm nào. Có lẽ trong lòng ngươi cho rằng ta là người tốt nên mới giúp đỡ, hoặc có lẽ ta vốn chẳng đáng để ngươi phải lấy lòng, hoặc... Diệp Quân ngắt lời, ta cho rằng cô là người tốt, có mục đích riêng nhưng không có ý xấu. Chu Phản im lặng nhìn sang. Diệp Quân đẩy một lá truyền âm phù sang cho cô ta, về sau nếu có gì cần kíp thì có thể liên hệ với ta. Sau một hồi im lặng, Chu Phản mới nhận lấy, nhỏ ân miệng cười, được. Rồi cô ta vẫy tay, cáo từ, Diệp công tử. Diệp Quân gật đầu, sau này gặp lại. Sau đó, Chu Phản rời đi cùng Tu thống lĩnh và nhóm người kia. Tả lão hầm hầm bước tới, quắc mắt chừng Diệp Quân, nếu điện hạ bị tước mất tư cách tranh ngôi chữ quân vì ngươi, ta sẽ đánh. Sẽ mắng chết ngươi. Rồi biến mất ở chân trời. Diệp Quân. Hữu lão thì liếc xéo hắn một cái rồi nhìn Sấu Nguyên, nhận lại một cái gật đầu. Ông ta mới hài lòng tung người biến mất. Ở nơi tinh hà xa xôi, Chu Phản ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, đoạn mở lòng bàn tay ra, để truyền âm phù rơi xuống. Gọi tiên tổ cũng là một thủ đoạn để mời gọi Diệp công tử kia. Nhưng cô ta lúc này lại không muốn thế nữa. Trước kia, từng lời nói hành động của cô ta đều mang theo mục đích, nhưng lần này cô ta muốn thử một lần. Không làm vậy nữa. Thấy truyền âm phù rơi mất dạng, Chu Phản chợt bật cười. Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Lần này, cho dù có mất đi hết thảy thì cũng không sao. Rồi cô ta biến mất ở cuối tinh hà. Bên kia, Diệp Quân thu hồi tầm mắt, mở miệng, nhờ Sậu Nguyên tiền bối giúp ta điều tra về Đại Chu. Đối phương thi lễ, đã rõ. Rồi biến mất tại chỗ. Diệp Quân nhìn quanh một hồi. Vừa rậm rời đi thì có hai luồng khí tức xuất hiện trước mặt. Cố Trạch và Tù Linh hiện ra. Làm hắn tròn mắt nhìn họ. Cố Trạch quan sát hắn một hồi mới nói, tiểu tử, qua đây nói chuyện chút. Diệp Quân gật đầu, được thôi. Ông ta bỗng cười lên, người xem, chúng ta chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể nghiền chết tên này. Vậy mà hắn chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi, như thể hắn mới là kẻ bóp chết được chúng ta vậy. Đúng là mắc dịch mà. Diệp Quân. Tù Linh mặc kệ Cố Trạch, tỉ mỉ nhìn Diệp Quân một hồi rồi hỏi, có phải trong người ngươi có một cổ tự không? Diệp Quân ngạc nhiên, làm sao hai ông biết? Phải nâng cấp cho tháp ra thật rồi, hắn âm u nghĩ. Tù Linh, cây bút mà bọn ta thấy trong tháp không có ở đây, chỉ có thế gian cổ tự kia thôi. Cố Trạch xen vào, cho chúng ta xem nó được không? Diệp Quân lấy bút ra đưa sang, làm ông ta cười hỏi, không sợ ta lấy mất à? Hắn chỉ nói, ta tin vào nhân phẩm của tiền bối. Cố Trạch cười ha hả, thằng danh con nhà mi cũng ghê gớm lắm chứ vừa gì đâu. Diệp Quân. Cố Trạch ngắm nghía cây bút một hồi rồi quay sang Tù Linh, thấy sắc mặt ông ta đi từ nghiêm trọng đến phức tạp. Diệp Quân bèn hỏi, nó thuộc về văn minh thủy tộc sao tiền bối? Tù Linh gật đầu, phải. Thủy tộc chúng ta có hơn 400 thánh tự, nó là một trong số đó.
Cái gì? Diệp Quân kêu lên, hơn 400. Tù Linh gật đầu. Diệp Quân càng kích động, hơn 400 cổ tự khác cũng như nó. Tù Linh lắc đầu, trong tất cả thánh tự, cổ tự này chỉ xếp hàng trung đẳng, một số khác mới thật sự là lợi hại. Diệp Quân rơi vào im lặng. Tự dưng thấy đáng sợ quá. Có hơn 400 thánh tự như thế này. Ghê gớm. Hắn hỏi Tù Linh, văn minh của các tiền bối đã đến cấp 5 chưa? Cố Trạch cười lớn, người nghĩ sao? Diệp Quân nhíu mày, thật sự là cấp 5. Tù Linh gật đầu, phải, nhưng đó là quá khứ, bây giờ thì không phải. Diệp Quân càng khó hiểu, sao lại thế? Tù Linh, vì văn minh thủy tộc chúng ta từng giao chiến với văn minh thiên hành. Giao chiến với văn minh thiên hành. Diệp Quân không khỏi chấn động, từ trước đến giờ, mọi nền văn minh khi nhắc đến hai chữ thiên hành đều phải biến sắc, vậy mà văn minh thủy tộc lại còn từng giao chiến với họ. Tù Linh tiếp tục, chúng ta bại trận, văn minh sụp đổ, các tộc nhân bỏ trốn với quy mô khổng lồ. Từ ngày ấy đến nay, văn minh thủy tộc đã di rời đến vô số vũ trụ. Ở mỗi nơi chúng ta đều ở lại trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó vì văn minh thiên hành mà không thể không tiếp tục rời đi. Một tia phức tạp lóe lên trong mắt ông ta, thủy tộc trước kia từng ngạo nghễ huy hoàng bao nhiêu. Nay lại bị hủy diệt, khiến dân tộc phải lưu vong khắp nơi. Bọn họ từ nhỏ đã được dạy dỗ phải phục hưng văn minh thủy tộc, nhưng càng trở nên mạnh hơn thì càng cảm thấy khiếp hãi. Bởi chính cái gọi là văn minh thiên hành. Đừng nói cả một nền văn minh, ngay cả một ngọn lửa nhỏ nhoi thôi mà họ đã không thể chống lại. Thủy tộc được gọi là quý tộc thời viễn cổ, nhưng đúng hơn là quý tộc xa cơ. Tù Linh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, trả bút lại cho Diệp Quân. Hắn thấp giọng nói, vật này thuộc về thủy tộc. Cố Trạch cười nói, người đừng thần thánh hóa chúng ta như vậy. Thánh tự có linh, chúng ta muốn xem là vì hy vọng được nó cho phép, khi ấy cho dù ngươi có không đồng ý thì chúng ta cũng sẽ mang nó đi. Nhưng nó không phản ứng gì, chứng tỏ không vừa lòng với chúng ta, cưỡng chế mang đi mới là đại họa. Diệp Quân gật gù, nhận bút lại rồi cất vào tiểu tháp. Cố Trạch lại hỏi, ác đạo minh có thủ với ngươi à? Hắn gật đầu, phải. Ông ta nhìn hắn một phen rồi chép miệng tinh quái, được, rất tốt, ha ha ha. Diệp Quân, tiền bối, chúng ta có nên chơi lớn không? Cố Trạch, chơi lớn gì? Diệp Quân nghiêm túc đáp, ta nghĩ ta phục hưng được văn minh thủy tộc ấy. Không bằng hai ông đi theo ta, chúng ta bắt tay giải quyết ác đạo minh rồi chia tài sản. Cố Trạch tức mình quát lên, chơi cái búa. Thằng danh nhà mi không lo tu luyện, suốt ngày chỉ nghĩ ba thứ linh tinh. Đừng hòng ông đây tin mi. Diệp Quân. Tù Linh nhìn Diệp Quân lắc đầu cười, chúng ta không dám giúp người đánh ác đạo minh. Phải nói rằng lai lịch của tiểu tử này đúng là rất nhiều. Phục hưng nền văn minh thủy tộc. Tuy lai lịch của tiểu tử này không đơn giản, phía sau có chỗ dựa vững chắc nhưng muốn phục hưng nền văn minh thủy tộc thì họ thấy rằng đây là điều không thể. Phải biết là nền văn minh thủy tộc đã từng là vũ trụ nền văn minh cấp 5. Tuy đã suy tàn nhưng trong tộc có không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, thế mà hết đời này đến đời khác, nền văn minh thủy tộc vẫn chưa được phục hưng. Diệp Quân chợt tò mò hỏi, tiền bối có thể nói cho ta biết về ác đạo minh không? Vì ta vẫn còn biết quá ít về thế lực này. Tù Linh gạt mọi suy nghĩ rồi bảo, thật ra ta cũng không biết nhiều về thế lực này, sở dĩ ta biết bọn chúng là vì khi chúng ta ở đây đã từng giao đấu với chúng một lần. Bởi vì lúc đó vùng vũ trụ ở đây có vũ trụ kiếp nên chúng ta bàn bạc với chúng, hy vọng có thể trì hoãn vũ trụ kiếp. Diệp Quân hỏi, sau đó thì sao? Tù Linh trầm giọng đáp, ban đầu bàn bạc không được thuận lợi, nhưng sau này chúng ta tế ra một chữ cổ, giao đấu với chúng một lần, thế nhưng vẫn bất phân thắng bại. Về sau đại tế sư của thủy tộc ta đích thân xuất quan đàm phán với chúng, cuối cùng không biết có ra tay hay không, tóm lại là chúng đồng ý kéo dài sự xuất hiện của vũ trụ kiếp. Nói tới đây ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, có thể ngươi không biết thực lực đại tế sư thủy tộc của ta, nói với ngươi như thế này đi, ta đã bị nàng ta phong ấn trấn áp ở đây bao nhiêu năm. Một đạo phong ấn trấn áp cảnh giới khai đạo. Diệp Quân sửng sốt một chút, đây là cảnh giới khai đạo, thế nhưng lại bị một phù ấn trấn áp, thực lực của đại tế sư thủy tộc này đáng sợ đến mức nào. Tù Linh nói tiếp, đối phương có thể khiến đại tế sư thủy tộc của ta lộ diện chắc chắn là không đơn giản.
đương nhiên cũng vì thủy tộc ta suy tàn, nếu là trước đây. Nói tới đây, ông ta khẽ thở dài, trong mắt là vẻ quạnh quẽ. Diệp Quân im lặng không nói, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Ác đạo minh. Đương nhiên hắn không quên lời của bà lão nói, đối phương hỏi hắn là gì của chân tỷ, hiển nhiên đối phương biết sự tồn tại của chân tỷ. Lúc đầu hắn còn lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã có thể xác định, ác đạo minh này có lẽ sẽ gây bất lợi cho chân tỷ. Đến lúc đó hắn không chỉ phải đối mặt với ác đạo của chân vũ trụ mà còn phải đối mặt với ác đạo minh này. Hắn đã đồng ý với chân tỷ phải dựa vào bản thân mình để đi cứu tỷ ấy. Dựa vào bản thân. Diệp Quân chậm rãi siết chặt hai tay. Cố Trạch chợt lên tiếng, tiểu tử, ta hơi tò mò, sao ác đạo minh kia lại đối đầu với ngươi thế? Diệp Quân lắc đầu cười, chuyện này nói ra dài lắm. Cố Trạch cười khúc khích, hơi có phần hả hê khi thấy người gặp họa. Tù Linh nói, tiểu hữu, thanh kiếm này của ngươi có lai lịch gì? Cố Trạch cũng nổi lên hứng thú, ban đầu ông ta đã từng rung động trước thanh kiếm này. Diệp Quân thành thật nói, không giấu gì hai người, kiếm này là cô của ta chế tạo cho ta. Tiểu tháp sửa lại, là chế tạo cho cha ngươi. Diệp Quân thầm nói trong lòng, của cha ta chẳng phải cũng là của ta sao? Tiểu tháp, Cố Trạch lại nói, cô ngươi ở cảnh giới gì? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Cố Trạch hơi khó hiểu, không biết. Diệp Quân gật đầu, ta chỉ biết cô không tu cảnh giới thôi. Không tu cảnh giới. Nghe vậy, Cố Trạch và Tù Linh nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ chấn động. Diệp Quân lấy cây bút lông kia ra hỏi, hai vị tiền bối, ta muốn kích hoạt lại cây bút này, hai vị có cách gì không? Tù Linh trầm giọng bảo, hai cách, thứ nhất là dùng linh tổ, thứ hai là hấp thu lượng lớn linh khí, nếu không có cây bút linh này, dù hấp thu linh khí cũng không được, phải hấp thu rất nhiều khí bản nguyên của thế giới, nhưng có cây bút linh này, ngươi chỉ cần hy sinh một chút tổ mạch là được. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, cây bút linh này có lai lịch gì? Tù Linh đáp, là bút đại tế sư từng dùng. Diệp Quân sửng sốt, chỉ vậy thôi. Tù Linh cười đáp, đúng thế. Diệp Quân trầm giọng bảo, đại tế sư của hai người, rất lợi hại. Tù Linh cười ha hả, chứ sao nữa? Trong giọng nói đầy tự hào. Diệp Quân cười, tuy tiền bối bị vị đại tế sư này trấn áp, nhưng có vẻ không hận bà ấy nhỉ? Tù Linh mỉm cười, ta bị trấn áp là vì phạm sai lầm, coi như gieo nhân nào gặt quả đấy. Cố Trạch chợt nói, tới lúc phải đi rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, bây giờ hai tiền bối đi đâu? Cố Trạch cười, đương nhiên là đi tìm thủy tộc của chúng ta rồi. Diệp Quân, hai người biết vị trí à? Cố Trạch nói, biết được đại khái, nhưng cũng không chắc chắn họ có ở đó không, nếu không ở đó thì tiếp tục tìm, dù sao cũng phải về nhà. Tù Linh do dự một lúc rồi nói, bây giờ chúng ta đi khả năng sẽ không quay lại nữa, nhưng ngươi vẫn nợ ta một lời hứa. Diệp Quân cười, không thành vấn đề. Tù Linh lắc đầu, ông ta chợt xòe tay, trong tay có thêm một quả, quả ấy có màu xanh, xung quanh phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, vừa hiện ra đã có mùi thơm tỏa ra khắp không gian khiến tâm hồn người ta thư thái, toàn thân dễ chịu. Vừa nhìn là biết không phải thứ tầm thường. Tù Linh đưa quả đó cho Diệp Quân, tặng cho ngươi thứ này. Cố Trạch bật cười, ông đúng là hào phóng, đến quả đạo linh mà cũng tặng. Diệp Quân biết quả này bất phàm nhưng vẫn lắc đầu xua tay từ chối, tiền bối, ta giúp ông phá phong ấn, ông cũng đã đưa ta vào tháp lấy một số thần vật, chúng ta không ai nợ ai, quả này ông hãy cất đi. Tù Linh nói, ngươi yên tâm, lời Tù Linh đã nói ra thì không rút lại, ta đã hứa giúp ngươi đánh một lần. Ta sẽ không bao giờ thất hứa, chỉ là có lẽ phải để sau này rồi. Mà ngươi cũng không phải người bình thường, ta tin sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Còn quả đạo linh này coi như chút tâm ý của ta, ngươi nhận lấy đi. Diệp Quân còn muốn nói gì đó, Tù Linh đã cười bảo, ngươi là kiếm tu, đừng lề mề nữa, mau lên. Diệp Quân cười, thôi được rồi. Nói rồi hắn nhận lấy quả đạo linh. Cố Trạch ở bên cạnh cười bảo, tiểu tử. Quả đạo linh này không phải vật bình thường đâu. Nó là thứ năm xưa đại tế sư đích thân ban tặng, bên trong có chứa linh lực đại đạo hiện hữu đáng sợ. Nếu ngươi dùng nó chắc chắn tu vi sẽ tăng vọt, nếu phối hợp cùng chữ cổ của ngươi thì hiệu quả sẽ càng đáng sợ. Diệp Quân vội hỏi, phải phối hợp thế nào?
Cố Trạch đáp, rất đơn giản, ngươi thức tỉnh chữ kia của ngươi, để nó mọc ra cây lần nữa. Ngươi đi vào trong cây rồi dùng quả này, hiệu quả tuyệt vời, hơn ngươi khổ luyện trăm nghìn năm. Tù Linh lắc đầu, hắn không được, nền tảng của hắn cực kỳ kiên cố, không thể đạt được hiệu quả đó, đương nhiên chắc chắn cũng sẽ không tệ. Cố Trạch quan sát Diệp Quân, khẽ gật đầu, đúng thế, tuy cảnh giới của ngươi thấp nhưng nền tảng lại rất kiên cố, nhất là kiếm đạo của ngươi, thực sự hiếm gặp ở độ tuổi này. Dưới tình huống này, tuy quả này cũng sẽ giúp ngươi rất nhiều, nhưng không thể khiến ngươi tăng vọt. Diệp Quân cười khẽ, dù thế nào cũng vẫn cảm ơn hai tiền bối. Cố Trạch cười lớn, không liên quan gì đến ta, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ông ấy thôi. Diệp Quân cười khẽ, không nói gì. Tù Linh nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong ông ta chắp tay rồi xoay người biến mất. Cố Trạch cũng định rời đi, nhưng như nghĩ tới điều gì, ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân rồi xòe tay, lại một quả đạo linh nữa bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Cố Trạch khẽ cười, đừng nghĩ nhiều, chỉ là ta không muốn nợ ân huệ của ai thôi, hôm đó ta tính kế ngươi giúp ta phá phong ấn, đưa cho ngươi quả này, hai chúng ta coi như hết nợ. Nói xong ông ta quay người biến mất ở cuối tinh hà. Ở chỗ cũ, Diệp Quân nhìn hai quả trong tay khẽ cười một tiếng, sau đó trở lại tiểu tháp. Ở nơi khác, Cố Trạch và Tù Linh bay trên hư không, đi về nơi sâu thẳm của vũ trụ. Tù Linh nói, thanh niên đó không đơn giản. Cố Trạch nhàn nhạt bảo, nói thừa, nếu hắn đơn giản thì lão tử đã đánh chết hắn từ lâu rồi cướp sạch đồ trên người hắn nhé. Tù Linh nhìn về nơi sâu phía xa, khẽ nói, thực lực của chủ nhân thanh kiếm đó hơn chúng ta đấy. Cố Trạch khẽ gật đầu, nhìn Tù Linh hỏi, ngươi làm vậy là muốn tạo mối quan hệ tốt à? Tù Linh cười, chẳng phải ngươi cũng thế sao? Cố Trạch nói, ngươi không chỉ tạo mối quan hệ tốt cho mình mà còn muốn tạo mối quan hệ tốt cho thủy tộc. Tù Linh mỉm cười rồi lại nói, chẳng phải ngươi cũng thế sao? Cố Trạch ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không. Khẽ nói, để chữ cổ đó lại cho hắn, hy vọng có thể có kết quả tốt. Sở dĩ họ đưa chữ đó cho Diệp Quân và tặng cho hắn quả đạo linh, mục đích rất đơn giản, đó là để tạo mối quan hệ tốt cho thủy tộc. Có thể nền văn minh thiên hành sẽ bỏ qua cho các nền văn minh vũ trụ khác, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nền văn minh thủy tộc, chỉ cần nền văn minh thủy tộc không diệt vong thì nền văn minh thiên hành sẽ không từ bỏ. Thật ra họ cũng không mong cầu nhiều. Chỉ đơn giản là muốn tạo mối quan hệ tốt cho thủy tộc, còn sau này thủy tộc có quả tốt hay không, không quan trọng, họ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cứ làm trước đã rồi tính. Tù Linh bỗng khẽ nói, về nhà thôi. Cố Trạch nhếch miệng cười, về nhà thôi. Chẳng mấy chốc, cả hai người đã biến mất ở cuối vũ trụ vô tận. Bên trong tiểu tháp, sau khi Diệp Quân vào tiểu tháp thì tới một vùng bình nguyên, hắn đặt cây bút lông trước mặt. Lấy tổ mạch ra đặt xung quanh. Diệp Quân nhìn cây bút lông, hấp thu đi. Bút lông yên tĩnh một hồi, đột nhiên chấn động kịch liệt, giây tiếp theo vô số linh khí đều hướng về nó như sóng thủy triều. Diệp Quân nhìn cây bút lông trước mặt, im lặng không nói. Tuy tổ mạch đáng quý, nhưng với hắn hiện tại, tăng thực lực mới là quan trọng nhất, dù sao ác đạo minh xuất hiện, hắn rất rõ, thời gian dành cho hắn không còn nhiều nữa. Hắn phải đạt tới 10 phần thần tính. Hắn muốn khai đạo. Hắn muốn về chân vũ trụ cứu chân tỷ. Sau khi không ngừng hấp thu linh khí, cây bút lông chợt khẽ rung, sau đó một cây non xuất hiện trước hiện mặt Diệp Quân, dần dần cây ấy bắt đầu chậm rãi lớn lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.